Cho nên có nhiều người người ta nghĩ Vu Lan là cái tháng cúng người âm ở địa ngục. Họ sợ cái tháng này lắm. Tháng này người ta không dám, nhất là đám cưới nha, không dám. Rồi nhiều có nhiều người dọn nhà không dám dọn tháng này nữa. Hỏi sao vậy? Tháng này tháng của cô hồn. Và thưa đại chúng, đâu phải tháng 7 là tháng cô hồn không. Tháng nào mà không có cô hồn. Nếu họ đã là cô hồn rồi thì đâu đợi tới tháng 7 mới làm cô hồn. Phải không? Tháng 9, tháng 10 mà nhiều khi một năm 365 là ngày làm cô hồn suốt. Tại vì sao phải không? Một bóng hồn cô quạnh không ai dòm ngó giống như em. Thế nhưng như người mà không được ai quan tâm là cô hồn chứ gì nữa. Cho nên đừng đợi tới tháng 7 mới cúng cô hồn. Mấy tháng kia ta đói chết. Tháng 7 ăn muốn chết luôn. Ăn mà không chỗ chứa. Còn mấy tháng khác đói meo răng. Như vậy thì đại chúng nhớ là cúng cô tháng 7 là cúng cái tháng mà mình quan niệm là cúng cô hồn đó. Đó là một sự nhắc nhở. Không phải những cô hồn nào ở dưới lòng đất có, nhưng có những cô hồn ngay trước mặt mình. Có những cô hồn ở trong phòng quanh năm không bước ra khỏi phòng. Có những cô hồn đau khổ mà không ai để chia sẻ. Nhưng mà mình làm việc với những cô hồn đó, mình phải nhẫn nại lắm. Phải có tình thương lớn, nhẫn nại lớn, từ từ giúp họ. Cho nên cứu khổ không phải là ở địa ngục, đó là một biểu tượng. Cho nên cái ngày lễ này có nhiều nơi người ta còn để chữ Vu Lan Thắng Hội. Tại sao gọi là thắng hội? Tại vì cái lễ hội này nè, cái lễ hội này thù thắng lắm. Không phải chỉ cúng cho một đối tượng mà rất nhiều đối tượng. Phong và ví dụ như lễ Phật Đản thì mình đối tượng của mình cúng là ai? Nếu lễ Phật Đản là chỉ có Đức Phật thôi. Thí dụ như mình nói lễ Vía Quan Âm thì đối tượng mình cúng là ai? Là Quan Âm thôi. Nếu mình nói là lễ Mother, lễ của mẹ thì đối tượng của mình là mẹ thôi. Lễ của cha là đối tượng của mình là cha thôi. Lễ tình yêu thì đối tượng của mình là ai? Là người mình đang yêu thôi. Cái người mình đang yêu nha, chứ không có ai mua bông tặng người yêu cũ nữa. Người đáng yêu thôi. Giờ là đối tượng thôi. Nhưng mà cô lễ này á, đặc biệt là thắng hội, là bởi vì chúng ta không phải chỉ nghĩ tới người còn sống, mà chúng ta nghĩ luôn cả người đã chết. Hay nói ngược lại, không phải chúng ta chỉ cúng những người đã chết, mà chúng ta còn nghĩ tưởng tới người đang còn sống. Và lễ này á, đời đạo đều được tốt. Thí dụ ở ngoài đời á, là mình nghĩ tới cha mẹ, người thân, cho nên mình tặng quà, mình nói những lời yêu thương. Còn chư tăng cũng được lợi nữa. Bởi vì sau 3 tháng tu, rồi các thầy cũng là ngày mà tự tứ, thì các Phật tử cũng nghĩ đến các thầy. Cho nên mua sắm những cái vật dụng mà quý thầy thường dùng, như là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn tắm, dao cạo tóc, hay là áo lạnh, hay là vớ, hay là vân vân. Những gì mình nghĩ rằng người tu có thể sử dụng hàng ngày, mình mua mình cúng dường. Cho nên người tu cũng được cái phần lợi. Cho nên cái này gọi là thắng hội, là cái hội này thù thắng lắm. Người đời, người đạo, kẻ sống, người chết, người trẻ, người già đều được lợi lạc hết. Đều được cái sự quan tâm hết. Và thưa, cái sự cúng ở đây là gì? Là sự quan tâm, chứ không phải vật chất chỉ là cái biểu tượng. Cái quan tâm nhau mới là cái chính. Cho nên mình nghĩ đến người thân còn sống cái mình ghi tên cầu an. Nghĩ đến người thân đã mất cái mình ghi tên cầu siêu. Nghĩ đến người thân của mình đang ở Việt Nam, cho nên mình gửi ít tiền về giúp đỡ. Thí dụ vậy. Cho nên cái sự mà chúng ta ở đây cúng đây là gì? Trước hết là phải khởi lên sự quan tâm. Mình không quan tâm, mình không bao giờ để tâm. Hay nói ngược lại, có để tâm mới có quan tâm. Ví dụ như quý vị có để tâm tới chùa, rồi quý vị có quan tâm tới chùa, thì biết rằng chùa những ngày lễ rất là cần sự giúp đỡ. Thôi kệ, mình dành một vài tiếng mình lên mình giúp. Có những Phật tử rất dễ thương,
Cái mùa dịch vừa rồi là biết thầy cũng mắc dịch, đâu có đi đâu được. Mà mình ở nhà mình nghĩ trời ơi, mình cái nhà mình có một chút mà chi phí như vậy, mà chùa lớn như vậy thì phải chi phí nó nhiều hơn nữa. Có quan tâm, có để tâm, gửi sự cúng dường, còn phụ thầy tiền điện tiền nước, mặc dù chỉ là vài chục đồng, nhưng mà cái đó không phải là cái vật chất, mà ở đây là nói đến sự để tâm và quan tâm. Mình thấy cái bác kia đang ngồi ho quá chừng, mình có để tâm tới bác đó, mình có quan tâm đó, mình lại mình rót ly nước, bác uống đi bác, con thấy bác sặc quá, bác khô. Còn đằng này bà kia bà sặc muốn chết vậy, bà nhìn giáo giác, bà coi có ai cho bà miếng nước không. Say quá, có sao không bác? Người ta không có sao, người ta sặc sao dữ vậy? Cho mình trong cuộc sống nhiều khi mình quan tâm một cách lạ lùng là chỉ hỏi thôi. Hỏi má con đâu? Má ăn bệnh rồi. Bệnh đâu? Nằm phòng á. Hỏi bác có sao? Con không biết. Rồi là mình chỉ trả lời được biết là má bệnh, mà má tới đâu mình không hay. Thành thử trong cuộc sống cái sự quan tâm, cái sự để tâm nhau đó, nó cần thiết lắm. Mà nhiều khi chỉ một ly nước, một miếng bánh thôi, mà nó làm người ta ấm lòng. Có nhiều khi mình đi vào trong máy bay, mình ngồi với người kế bên, có nhiều người họ cũng lịch sự, họ khui một hộp bánh họ ăn, họ cũng say qua họ mời mình cái. Mặc dù có thể mình không ăn, nhưng mà mình cũng tự nhiên cũng thấy gần gũi, gì cái người họ ngồi sát bên mình. Đó là mình nói lạ, còn người thân quen với nhau, có nhiều khi mình sống chung nhà mà không hề quan tâm nhau. Nhiều khi mình nghe buồn, người ta phone tới, ta hỏi ba đâu con? Dạ ba con ở trong phòng. Ba con có sao? Dạ ba con bệnh. Rồi bệnh gì con? Dạ con không biết, con thấy nằm phòng. Thành thử ra quý vị thấy không, nhiều khi cuộc sống của mình thấy không có gì quan trọng hết, nhưng mà nó chỉ vậy đó. Có nhiều khi thấy cỡ ngày đó lẽ ra vợ mình đi làm hay chồng mình đi làm, mà sáng nay sao không đi làm, cũng không hỏi ủa sao bữa nay ở nhà vậy. Tôi không biết, thấy ở nhà biết ở nhà vậy thôi. Rồi cuộc sống của chúng ta, cho nên cái chữ cúng dường ở trong cái nghĩa của rộng của nhà Phật á, đâu phải mình đem cơm gạo trái cây lên cúng dường đâu. Cúng dường là mình cúng tất cả những cái sự quan tâm của mình nữa. Thí dụ như quý vị mang bao gạo lên là cũng quan tâm chứ, chùa thiếu gạo mới mang chứ. Quý vị cho thùng rau cũng là quan tâm, vì chùa sợ chùa có thiếu rau mới cho. Tức là mình cho người ta cái gì là mình có sự nghĩ tới, quan tâm tới. Nhưng mà cho cái gì, cho mà mình nghĩ rằng người có quan tâm, có để tâm mới cho đúng cái người ta cần. Không lẽ giờ thấy mấy cái máy sấy tóc bán rẻ quá mua tặng chùa. Còn thấy máy sấy tóc bán rẻ quá mua chục cái cúng mấy thầy. Quan tâm, nhưng quan tâm ta phải đúng nhu cầu chứ. Giờ có nhiều khi người ta trong cuộc sống, người ta có nhiều người ta đâu có cần vật chất, mà ta cần sự quan tâm, hỏi han, chăm sóc của mình. Nhiều khi mình gặp cái người đó, mình chỉ cần hỏi thăm sức khỏe, hoặc người nhất là người thân. Bà con quan, và chúng ta không hề quan tâm. Nhiều khi bà con chứ cả năm gặp nhau mà cũng biết là nó sống chết ra sao, chứ còn hơi thiếu sót. Chúng ta phone, nhắn tin, và phone, thăm. Rồi thấy người đó lúc này ốm quá mà hỏi có sao, có sức khỏe như thế nào, tự nhiên người ta cũng ấm cúng, ta thấy mình có sự quan tâm. Mình nghe người đó có người thân mất, mình trong cái lễ mình hay gọi với nhau, hỏi thăm. Cho nên thưa đại chúng, trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày, có một cái mà chúng ta có thể làm được trong sự cúng dường của mình, đó là mình cúng dường sự để tâm, sự quan tâm. Và mình làm cho cái người, khi mà mình có được cái đó, tự nhiên cái tâm của người đó, nói đơn giản là cái lòng của người đó, cũng nhẹ nhàng, cũng ấm cúng.
khi mà mình cầm một cái hương lên mình cúng cho tổ tiên á, bắt đầu mình đưa ra những cái lời cầu nguyện, nó có một cái sự tiếp nối. Cho nên thưa đại chúng là cây nhang đó, nó không phải chỉ trong nhà chùa nha. Cây nhang là một cái hình thức của người Á Đông, không luận là một cái tín ngưỡng nào, nhưng mình cầm cái hương lên để mình có sự cái sự kết nối giữa mình với người thân. Cho nên mình cúng mà không có nhang á, cái mình thấy hình như thiếu thiếu, làm gì làm phải kiếm cây nhang cái. Nhưng mà bây giờ người ta bệnh do dị ứng cái mùi hương, nhưng mà mình chắp tay, mình thắp một nén hương lòng bằng sự khởi xướng khởi niệm, thì cái khởi niệm đó cũng là một nén hương, nó connect, nó tiếp giúp cho mình tiếp xúc với người thân. Hồi xưa người ta không có hình, người ta để cái bài vị viết chữ. Ngày nay chúng ta có một cái phương tiện là chụp cái hình, cho nên truyền thống của người Việt Nam á, thờ ông bà thờ bằng hình. Mình muốn thờ bằng cái linh vị cũng được, nhưng bằng cái hình á, nó có một sự tiếp nối thiết thực hơn nữa. Ví dụ ông nội mất, ba mình là mất, mấy đứa cháu mình không biết là ai, thì mình để cái hình đó, mai mốt nó lớn lên nó sẽ thắc mắc ông này là ai, thì tạo cho mình một cái cơ hội mình giải thích đây là ông nội của con, nghĩa là ba của ba, mà hết đời mình rồi nó còn biết cái hình này là ông nào. Nhiều khi mình để cái hình đó mình không nói gì hết trơn, hết đời mình nó không biết ông nào, nó tiễn luôn, tại vì nó không biết ông này là ai. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc, nhà nào mà có thờ ông bà tổ tiên nhớ ghi chú vô cái hình, đánh tên cái vị đó lên. Ví dụ như ông Nguyễn Văn A vậy đó, sanh năm nào, mất ngày nào, mình để dưới mỗi bức hình, dán để mỗi hình, hết đời mình còn có đời khác. Đây chỉ là một sự mình biết rằng tất cả đều là không, là cát bụi hết á. Nhưng mà cái đó là mình nói theo cái hình thức gọi là chân đế. Nhưng mà chúng ta sống ở trong đời, chúng ta vẫn là một con người có tổ tiên, có cội nguồn, có gốc rễ, thì không thể nói cái chân đế. Cái lúc đó chân đế không thể. Mà trước hết, trước khi nói chân đế phải nói cái tục đế, nói cái tình cảm đời sống con người hàng ngày. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình á, nếu mà Ngài không có nghĩ đến cái chuyện gọi là nhị đế dung thông, thì làm gì có cái việc là Ngài khiêng quan tài khi cha của Ngài mất. Khi mà cha của Ngài là Vua Tịnh Phạn qua đời đó, đích thân Ngài về Hoàng Cung, trở về thành Ca Tỳ La Vệ và dự vào cái nhóm người khiêng quan tài đưa đi an táng. Thì các vị mới đến xin Phật cho con đỡ giùm, tại vì đệ tử nhiều quá mà. Đức Phật nói không, đây là cái bổn phận của tôi, vì tôi đã thọ ơn sanh thành dưỡng dục của phụ thân tôi, đó là Vua Tịnh Phạn. Rồi Ngài vì trả hiếu cho mẹ là Hoàng hậu Ma Gia, sanh Ngài ra có 7 ngày mất. Cho nên Đức Phật mình đã mồ côi mẹ khi mới có 7 tuổi thôi. Mới có mấy ngày thôi, 7 ngày sau khi sanh Ngài thôi. Hoàng hậu Ma Gia sanh Thái tử Sĩ Đạt Đa có 7 ngày sau là mất. Vậy thì mình hơn Phật rồi. Mình có mẹ cho đến giờ phút này, hay là thậm chí lớn lên mình vẫn còn biết. Còn Thái tử Sĩ Đạt Ta là Đức Phật của mình đó, không biết mặt mẹ của mình, vì mẹ mình sanh ra có 7 ngày sau là mất. Nhưng mà Ngài vẫn nhớ cái ơn đó, Ngài trả cái ơn đó bằng cách là Ngài đã thuyết pháp độ cho mẹ ở cõi trời, như trong Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng đó là vì thánh mẫu mà thuyết pháp ở tại cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Ngài Mục Kiền Liên là cái khởi sự cho mình cúng lễ Vu Lan bây giờ đó. Ngài là người chứng thần thông, nhưng mà nghĩ tưởng tới mẹ, cũng giống mình vậy đó. Khi mà mình có một chút khả năng khá giả thì mình liền nghĩ tới người thân mình, mình muốn tìm đến họ để mình giúp. Tại vì hồi xưa mình biết gia đình nó nghèo lắm, bây giờ mình có tiền mình muốn giúp, cho nên mình đi tìm cái gia đình đó coi họ còn không, họ đang ở đâu để mình giúp đỡ.
Thì cũng có những người, người ta hồi xưa không hiểu đạo, bây giờ người ta hiểu đạo rồi thì người ta nghĩ, trời ơi, hồi đó ba mất không biết gì hết, làm một cái đám cho ba rất là rình rang, nhưng mà nghĩ lại là sát sinh nhiều quá, làm gà, làm vịt, làm heo, mọi thứ để đãi bà con. Bây giờ muốn nghĩ đến ba, muốn làm cái gì lại thiện lành hơn, cầu siêu cho ba. Mặc dù ba đã mất lâu năm rồi, nhưng cái đó vẫn là một cái sự tưởng nhớ. Cho nên khi mình khá giả rồi á, ở mặt tâm linh hay vật chất mình đều nghĩ đến người đau khổ, thì cuộc sống của mình cũng vậy, mình cũng phải nghĩ đến những cái người, người ta khó khăn ở mặt đời sống vật chất hay là tinh thần. Cho nên hiện nay á, trong cuộc sống xã hội mình bây giờ có rất nhiều người ta bị trầm cảm, người ta bị depressed, người ta bị bệnh tâm rất là nhiều. Mình quan tâm, mình giúp đỡ, nhưng mà đối với những vị đó chúng ta phải có một cái tình thương lớn, nhất là sự nhẫn nại lớn, không có gấp gáp được, tại họ rất cần sự quan tâm của mình. Cho nên hôm nay ngày lễ Vu Lan, năm nào chúng ta cũng nhắc nhở lại với nhau chứ không có gì mới hết á. Nhưng mà thưa đại chúng, trong cuộc sống á, khổ nào rồi nó cũng cứ lẩn quẩn xung quanh bao nhiêu chuyện đó thôi. Và chúng ta nhớ rằng không phải ngày này chỉ là để chúng ta cúng người chết, mà thể hiện cái sự đó qua cái sự quan tâm người thân của mình. Rồi kế đến á, mùa này á, mình còn hay mua cá, mua chim để mình phóng sinh á. Thật ra nếu mà mình muốn làm cái việc đó, không nhất thiết phải chim cá nữa. Có rất nhiều người, người ta đói nè, mình cho người ta ăn cũng là một sự phóng sanh thôi. Rồi đồng thời mình ăn chay tháng 7 là một phóng sanh thiết thực nữa. Ở đây có ai ăn chay tháng 7 không? Tháng năm mình ăn 3 tháng, tháng giêng, tháng 7, tháng 10, ai giỏi nữa thêm tháng 4. Em ăn tháng 4, một năm 4 tháng. Một tháng ăn 2 ngày. Tâm mình ăn chay á, chính bản thân mình ăn chay là một sự phóng sanh thiết thực. Thí dụ bây giờ tháng đó mình ăn mà gom lại chắc cũng 2 gà, 3 con vịt gì đó. Mà nếu mình ăn chay trọn tháng đó là cứu được mấy con rồi, phải không? Cho nên nếu mình không có hoàn cảnh để phóng sanh. Còn nếu mình phóng sanh cho đúng cách á, không có đặt trước, không có đi tới cái chỗ kia nói tuần này á, tôi cần 300 con chim phóng sanh, anh giúp giùm tôi lựa để dành trong cái lòng giùm tôi 300 con chim này. Mình đi làm gì? Mình phóng sanh hay mình đi suối người ta? Cho nên phải cẩn thận cái đó. Có nhiều khi mình phóng sanh mà đi đặt nha, tôi kỳ này tôi cần 500 con cá, 300 con chim, 400 con rùa gì gom cho đủ. Để chi phải không? Để mình về mình thực hiện một cái chuyện quy mô, đó là bắt rùa cá ra trước mặt nè, rồi mình phù phép vô đó, rồi mình tụng, mình cúng gì đó, rồi đổ nó ra cái nó chết hết 50 con. Tôi phóng sanh rồi đó. Rồi sao vậy? Kệ, đứa nào nó chết thì mình giảng sanh nó sớm. Thế mình ăn chay là một hình thức phóng sanh rồi. Mà đâu phải cá rùa nó mới cần sống đâu, con người mình cũng cần nè. Có những người ta đói nè, mấy người homeless, mấy người không có cơm ăn nè, những người mà người ta nghèo, người ta ở ngoài đường đó, mình cho người ta ăn cũng là phóng sanh vậy. Cho nên phóng sanh nó rộng lắm, quý vị đừng có hẹp cái nghĩa phóng sanh ở trong cái chuyện là mua chim mua cá. Mà nhất là đi mua chim mua cá mà đặt mua là cái không thể chấp nhận được. Nếu mà phóng sanh đó, mình đi chợ đó, mình thấy người ta bán cái rổ cá đó, đó mình mua mình thả liền đi, không có cần tụng gì hết đó. Thậm chí mình mua mình ra mình nói một câu đơn giản thôi: hôm nay đủ duyên tôi thả quý vị để quý vị được tự do, nguyện quý vị quy y Tam Bảo siêu thoát kiếp làm cá. Mình nói mình chú nguyện cho nó cũng được chứ đâu cần đợi thầy. Mà nhiều khi lên tới thầy đang ngủ trưa, thầy đang ở đâu đó, thầy chưa về, ngồi chờ muốn chết luôn. Chờ chi vậy? Chờ để thầy chú nguyện. Thôi tới hồi thầy chú xong mấy con chim trong lòng
mới chết. Thành thử ra mấy cái đó được chứ không phải sao, không có sao. Nhưng mình phải linh động, mình tu mình phải có trí tuệ, mình làm phước mình cũng phải có trí tuệ. Làm phước bằng cách nào? Nhiều khi mình làm phước nhiều mà mình làm phước rất nhiều, mình cho rất nhiều mà phước ít, là cái kiểu vậy đó. Thả 500 con chim nhưng mà phải chờ thầy cúng mới được thả. Tới hồi mở ra nó ngáp ngáp, nó nói thôi khỏi bay nữa, để đây chết cho khỏe. Đó là nhiều khi cho nhiều mà phước ít. Cái này gọi là cho nhiều phước ít. Còn mình cho nhiều mà phước nhiều là gì? Không có, tôi không có cơ hội như mình đây nè, không có cơ hội thả chim thả cá vậy đó. Mình gửi về Việt Nam mình giúp cho những người nghèo, bà con mình ở trong xóm đó, mình nhờ bà con mình làm. Trong xóm mình có 5 cái hộ nghèo tôi nhớ đó, gia đình đó, chị đem tiền tới chị giúp cho gia đình đó. Nhiều khi trong xóm mình thôi, mỗi người phát tâm giúp cho cái xóm của mình thôi. Mà Pháp Hòa nghĩ rằng ví dụ 500 người mà có 500 cái xóm đó, mà mình biết được trong xóm mình, mà chỉ cần mình phát tâm vậy, mỗi xóm đều được giúp hết. Nếu mình làm không có rộng được, mình không biết ai để làm, mình làm trong xóm mình đi, trong làng của mình đó, thế nào không có người nghèo. Hồi nhỏ Pháp Hòa ở trong cái khu vực nào, Pháp Hòa nhớ gia đình nào nghèo nghèo, lâu lâu Pháp Hòa hỏi thăm. Rồi Pháp Hòa nhờ người ta, nếu gia đình đó còn, lâu lâu mình gửi chút ít cho người ta vui, vì mấy chục năm rồi mình vẫn còn quan tâm nhớ người ta. Cho nên mình không làm được việc lớn, làm việc nhỏ. Việc nhỏ của mình là những người nghèo trước mắt ta cần giúp đỡ, cứ giúp. Thì cái phóng sanh đó, nó thiết thực lắm, nó rộng lắm. Và cái chữ cúng dường đó, nó rộng lắm. Quý vị thường thấy không, cúng dường vì phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật đó. Mình chỉ cần mình phụng sự chúng sanh thôi, tương đồng với sự cúng dường cho Phật. Thật sự mà nói, mình không cần cái chữ là, có nhiều chỗ để là phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Cái chữ thiết thực nó cũng không cần nữa. Mình chỉ cần phụng sự chúng sanh là một sự cúng dường rồi. Mà mình đã phụng sự, người ta đói mình giúp người ta, người ta thiếu cái gì mình giúp, nó là thiết thực rồi. Đâu có cần hai chữ thiết thực trong đó nữa. Thiết thực là thấy khổ chỗ nào, khả năng mình có mình giúp. Cho nên trong cái giới thứ 5 á, khi Pháp Hòa truyền giới cho Phật tử, Hòa hay nhắc như này: ý thức được khổ đau và bất công của sự trộm cắp, con xin nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi, không gian tham trộm cắp của người khác, mà con nguyện chia sẻ với những ai đang khó khăn trong khả năng của con. Những người ta khó khăn nhưng mà nhiều khi khả năng mình không đủ, thì mình sẽ cho họ trong khả năng của mình. Nói vậy cái gì mà người ta thọ giới á, ta nghe có lý, ở khả năng thôi nghe. Chứ thầy biểu mà ai khổ con cũng giúp, con nhiều khi con làm không nổi. Cho nên Pháp Hòa muốn cho cái vị giới tử đó, cái người Phật tử lúc đó tiếp nhận giới một cách trong sáng và mà thấy rằng mình làm được. Giúp đỡ những người cần thiết, những người đang gặp khó khăn và trong khả năng của con. Tiếng Anh dịch rất là rõ đó: in my own capacity for those who in real need. Người ta đang rất cần thì khả năng mình có mình giúp. Chứ còn thật sự mình làm sao nổi, là mình đâu phải đại gia tỷ phú gì mà giúp nhiều, nhưng mình trong khả năng. Pháp Hòa nghĩ mình làm được. Một mùa Vu Lan này mà quý vị gửi 100 đồng về Việt Nam mà cho người nghèo, tốt. Mà đâu phải chỉ Việt Nam mình không, Ấn Độ cũng nghèo nè, Miến Điện nghèo nè, Tích Lan cũng nghèo nè. Mình gửi đến các nước đó, mình bố thí đốt hết, mình gieo duyên với các chúng sanh. Không phải chỉ ở đất nước Việt Nam mà tất cả mọi nơi, chỗ nào nghèo mà mình biết được, một khả năng mình có mình giúp. Đó là phóng sanh thiết thực đó. Và thiết thực gần nữa, đại chúng phát nguyện đi, tháng 7 ăn chay. Ai lỡ không biết, bữa nay mới 17 à, vẫn còn kịp nè. Sáng mai bắt đầu ăn chay đi, ăn cho tới ngày 30 cũng tốt, được một số. 30 tháng này là vía Bồ Tát Địa Tạng nè. Cho nên á, tháng này mà ăn chay, nhiều con vật được cứu. Cho nên
Vu Lan thắng hội là cái hội này thù thắng lắm. Người còn, người mất, người sống, người chết, người con vật, con người đều được cứu hết. Mong đại chúng có được cái mùa lễ Vu Lan bình an, hạnh phúc. Và nhất là như Pháp Hòa xin nhắc, chúng ta cần thể hiện quan tâm, để tâm. Và khi quan tâm để tâm rồi thì nhất định chúng ta sẽ đưa sự giúp đỡ của mình tới nơi tới chỗ. Nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Mình phụng sự mọi người phải có niềm vui. Trong khóa tu vừa rồi 500-600 người, thì bất cứ khóa tu nào cũng có những người cảm bệnh hết. Tại có nhiều khi người ta không quen. Có nhiều người lên ở dậy 5 giờ sáng, ngủ 10 giờ đêm, mà suốt 10 ngày vậy ta chịu đâu có nổi, ta không quen. Rồi có nhiều người thời tiết thay đổi, họ không quen. Thì bắt đầu những ngày đầu khóa tu ho cảm chút ít, hay bất cứ hình thức nào. Có nhiều người bị táo bón, thí dụ vậy. Nhưng mà tất cả những người Phật tử mà tới đó, người ta biết ai bệnh, người ta đem sự giúp đỡ, người ta đưa cái sự giúp đỡ của người ta, mà người ta làm bằng một cái niềm vui rất lớn. Đến ngày mà cuối Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa cảm ơn tất cả các anh em, các chị em đã giúp đỡ cho quý bác, quý Phật tử bệnh. Họ nói dạ không, tụi con làm mà tụi con vui lắm. Có một hôm á, xin phép đại chúng kể câu chuyện. Bữa đó Pháp Hòa đi ngang thì thấy cái chị Phật tử y tá đang đeo bao tay vô. Pháp Hòa mới hỏi, ủa cái bác Phật tử chị chăm sóc tới đâu rồi? Bác cô mới nói, dạ mấy ngày nay thấy bác mệt dữ lắm, con tưởng bác bệnh gì. Tới hồi hỏi bác nói thiệt là bác cả tuần rồi bác không có đi cầu được. Con cho bác thuốc uống nhưng mà nó không có quớt. Mà bây giờ con đang chuẩn bị xin phép bác cho con vô giúp bác, để mà bác có thể thể thông được cái đường tiêu. Đích thân vô ngồi trong nhà vệ sinh mà làm cho một người như vậy, mà bác còn ngại, bác chưa làm mà con đang năn nỉ bác. Con chuẩn bị mọi thứ hết rồi để con giúp. Thì quý vị thấy rằng cái đó là một sự cúng dường đó, mà cúng dường thiết thực lắm. Người ta đang cần là mình giúp trong khả năng của mình. Nếu không quan tâm, không để tâm, làm sao có sự giúp đỡ. Cho nên các vị Phật, các vị Bồ Tát mà không quan tâm chúng sanh khổ, không để tâm thấy cái khổ của chúng sanh, thì làm sao các ngài có những cái lời pháp, có những sự cứu giúp. Cho nên chúng ta đều là một Bồ Tát trong đời sống của mình hết, và có thể là một Bồ Tát cho cái người thân cận của mình. You are able to be a Bodhisattva to help your loved one just beside you, just behind you. Trước mặt mình cũng có người khổ, sau lưng mình cũng có người khổ, hai bên mình cũng có người khổ. Nếu mình muốn giúp, đều có người trước mắt, bên hông, bên cạnh để mình giúp hết. Quan trọng là mình có lòng giúp không. Mình có lòng giúp thì lúc nào cũng có việc để giúp. Như Pháp Hòa hay ví dụ, người muốn làm việc á, đi tới đâu cũng thấy việc để làm. Người mà không muốn làm gì hết á, lúc nào cũng thấy đâu có gì đâu làm. Cái nhà nó dơ chịu không nổi vậy đó, hỏi sao không quét nhà, tôi đâu thấy gì dơ đâu quét. Còn người muốn sạch sẽ lúc nào cũng thấy có rác để quét, có bụi để chùi. Cho nên mình muốn làm việc lúc nào cũng có việc để làm. Cho nên hôm nay lễ Vu Lan, Pháp Hòa muốn nhắc với nhau, cứu khổ không đợi ở địa ngục và địa ngục trần gian. Chúng sanh đang khổ nhiều lắm. Có những người, người ta đang khổ mà người ta chưa nói ra được. Mình có cặp mắt thiên nhãn, như ngày Mục Kiền Liên vậy, thấy không? Bèn dùng thiên nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tụy hình hài. Mình có cặp mắt để nhìn người thân mình, để quán soi, để thấy rằng họ đang cần sự giúp đỡ. Hãy dùng cặp mắt đó mà nhìn. Gọi nhìn được như vậy gọi là thiên nhãn. Không cần chứng mắt như là Tôn Ngộ Không nháy cho nó chớp chớp, phải không? Con mắt của mình mà có lòng từ bi, có sự quan tâm rồi là tự nhiên mình sẽ thấy có người cần mình giúp. Mà mình sống như vậy cho nên á, lúc nào mình cũng lăng xăng dữ lắm. Nhưng mà sự lăng xăng đó nó mang lại cái lợi lạc cho mọi người. Mà mình vui với cái sự mà mình sống mà mình biết quan tâm tới người khác.
ở trên Tây Thiên á, hay ở đây cũng vậy, ngày nào cũng có khách, nhất là mùa này Phật tử khắp nơi hay đi chơi rồi tấp vô chùa. Pháp Hòa hay nhắc quý thầy quý cô, nhất là quý sư cô giúp bếp, quý cô nhớ mỗi ngày mình nấu ăn, khi có ai đến lễ Phật mình biết người ta ở xa, mình hỏi các vị dùng cơm để mình mời cơm. Nhiều khi ta ở xa, ta đến, ta đói bụng mà ta đâu dám nói, phải không? Mình có phải có thiên nhãn, mình nhìn thấy được bụng của người ta, mình thấy được, mình quan tâm. Cho nên một Kiền Liên ngày làm được cái chuyện đó, chứng thờ lục thông là có, một trong lục thông là thiên nhãn. Mà có thiên nhãn là có tha tâm, tha tâm là biết tâm người khác. Cho cái chuyện đó là cái chuyện mình làm được, chứ không phải chỉ riêng ngày một Kiền Liên mới làm được. Chúng ta làm được, chỉ cần chúng ta có tình thương, nó sẽ chuyển tải lên đôi mắt của mình, mà mình nhìn người khác, mình biết được cái sự quan cần giúp đỡ. Mình có tình thương á, mình đưa cái tình thương mình vô lỗ tai là mình nghe tiếng khổ của người khác. Mình có tình thương, mình đưa cái tình thương của mình lên cái trái tim của mình là nó cảm nhận được hết. Cho nên ngày một Kiền Liên cứu mẹ lấy thần thông. Nhưng mà chữ thần thông là gì? Nghĩa là chúng ta có được cái đạo lực ở trong mỗi căn đó và nhìn thấu suốt hết. Cái đó gọi là thần và thông. Thần là lực, là power, là sức mạnh. Thông là suốt, see through. Vì thì người ta gọi là super power. Cặp mắt này nó bình thường lắm, tại sống cho mình thôi. Nhưng mà chỉ cần nó thêm cái thần thông vô đó thôi, ồ, bên cạnh tôi có một người đang cần giúp, trước mặt tôi có một người đang cần giúp, làm liền, cứu được một người, đỡ một người. Cho nên ngài Địa Tạng work non stop, tại lúc nào ở địa ngục cũng có người hết đó, cũng có member hết đó. Vừa vớt họ lên sáng, chiều họ vô lại rồi. Trong kinh nói vậy, địa ngục sáng ra lại chiều vào. Thì mình cũng y vậy thôi, gì đó. Sáng khổ chiều vui, sáng vui chiều khổ. Thôi chúc đại chúng an lạc cuối tuần, mùa Vu Lan thật hạnh phúc bên người thân. Ngồi đây, nói chung là tất cả con người chúng ta, khi chúng ta lớn lên thì ai cũng muốn thành tựu một cái gì đó trong cuộc đời của mình, dù lớn hay nhỏ. Có nhiều khi mình không phải là đại thương gia thì cũng là tiểu thương gia. Mình không mở một cửa hàng lớn thì cũng mở cái sạp nhỏ nhỏ. Thậm chí một người nghèo nhất không có gì để làm, đi bán vé số để kiếm ăn, kiếm sống nuôi gia đình. Tất cả đều phải dấn thân, phải không? Tất cả phải dấn thân. Một người tu cũng không phải để hưởng nhàn, mà một người tu là phải dấn thân để phụng sự. Tại vì khi mình đã chọn con đường này đi á, thì mình biết rằng con đường này nó không đơn giản. Nó không đơn giản, đời chứ nghĩ là lúc nào cũng có hoa thơm cỏ lạ, không phải lúc nào cũng là trọn vẹn trôi chảy, mà nó phải có những thử thách đi, nó phải có những gian nan. Vì vậy cho nên Đức Phật cũng đã biết được điều này, cho nên ngài cũng đã dạy cho chúng ta những cái tâm niệm để lòng. Đó là ở đời đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì đạo quả không thành. Làm việc đừng mong thuận mình, vì thuận ý mình thì lòng kiêu sa thường nổi dậy. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào sẽ mờ hao tâm trí. Ở trên đời này không có ai mà tự động lợi nói với mình: anh Hùng đồng đi, tháng sau tôi đưa anh 1 triệu. Nếu mà ai đó nói cái đó với mình thì mắc chi người ta phải kiếm mình bà con quý thuộc, người ta không xứng hơn sao? Cứ bỏ vô đồng lấy 1 triệu. Mà thường mình hay nghe mấy cái lợi đó, phải không? Bỏ nhỏ mà muốn lớn. Thành thử mình hay dễ bị gạt. Thế để chúng muốn thành tựu được những cái mong muốn của mình thì chúng ta đều phải set up, phải đặt cho mình một cái tiêu chí. Vì chính cái tiêu chí đó nó hướng tâm mình đi lên.
Ngày xưa Ngài Huyền Trang, Ngài không phải là người đầu tiên đi bộ qua Ấn Độ để thỉnh kinh từ Trung Quốc. Ngài là người tiếp nối của các bậc cao tăng trước Ngài, như là Ngài Pháp Hiển vân vân. Nhưng mà Ngài Huyền Trang học cái hạnh của người xưa để làm một cái cuộc hành trình đi về Ấn Độ để học hỏi và đem những cái tinh ba về cho Phật giáo Trung Hoa. Nhưng mà cũng cái con đường đi của Ngài Huyền Trang là một con đường đi lịch sử. Và ngày nay chúng ta có một bộ truyện Tây Du Ký, coi như là một bộ truyện nói về cuộc đời của Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Nhưng mà xin thưa đại chúng là Pháp Hòa nhắc hoài, quý vị nhớ là Ngài Huyền Trang là người có thật trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Và cuộc hành trình của Ngài đi sang Ấn Độ thỉnh kinh là có thật. Còn những nhân vật đi theo Ngài là hư cấu, không có. Ngài chỉ đi một mình và không có ai trong chuyến đi đó cả. Và nếu có là một, cũng những con người bình thường trên đường trợ duyên cho Ngài, chứ không có một nhân vật nước đá đi ra tên Tôn Ngộ Không. Cũng không có một nhân vật nghĩa là tỏ phiệu như là Trư Bát Giới. Tất cả những hình ảnh đó được dựng lên. Và một nhân vật trong đó nổi trội và ai cũng khoái coi, đó là Tôn Ngộ Không. Ngài Huyền Trang là một con người rất bình thường, không võ công, không mưu trí, không có lanh lợi, lúc nào cũng điềm đạm nhẹ nhàng từng bước từng cử chỉ của Ngài. Nhưng mà ngược lại, người đệ tử của Ngài thì thông minh, tài trí, nhanh nhẩu, bay nhảy khắp nơi, gọi là lật trời, khuấy nước, gọi là tề liên, nhưng vẫn làm học trò của Ngài. Chỉ một điểm đó mình cũng phải nhìn lại tại sao trong bộ truyện Tây Du Ký lại đạt một cái việc như vậy. Một con người thông minh, tài trí như vậy, tại sao lại đi làm đệ tử một ông thầy bình thường như vậy? Bởi vì Ngài Huyền Trang tượng trưng cho cái chân thật. Ngài Huyền Trang tượng trưng cho một con người chân thành, cầu đạo. Và Ngộ Không đối lại với cái chân thành là một con người mưu trí. Mà trên đời này không có cái gì đẹp mà bền bằng sự chân thành. Có phải không? Trên đời này đi ra tiệm cứ móc tiền mua Coca Cola, Pepsi, nước trà, cà phê, nhưng tất cả các thứ nước, nhưng rốt cuộc cũng phải đi kiếm chai nước lọc mà uống. Tại vì trong cơ thể chúng ta cần nước lọc nhiều nhất hơn tất cả các thứ khác, mặc dù nó rẻ tiền nhất, ít ai để ý nó nhất. Nhưng khi bình thường, nếu nói đúng ra khi bệnh rồi thì lại cần nói nước lọc, tượng trưng cho chân thành, trong trắng, nhẹ nhàng, rẻ tiền, nhưng mà ai cũng cần. Có phải không? Cho nên ở đây giữa hai hình ảnh của hai thầy trò, một người mưu mô và một người bình thường chân thật, nhưng tại sao cái mưu mô nó vẫn phải phục tùng trước chân thành? Đó là cái đạo lý chúng ta có thể suy tư, quán chiếu và tự lấy bài học cho chính mình. Nếu mình là những người sống luôn luôn sống với cái chân thật thì chúng ta cũng hiểu rằng chân thật bất hư. Bát Nhã Tâm Kinh có cái câu cuối: thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Và cái câu của Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Yết đế, bà la yết đế, bà la tăng yết đế, bồ đề tát bà. Khi Ngài Huyền Trang trên đường đi,
gặp tất cả khổ nạn, ngài liền chắp tay: yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế là gì? Cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm chút nữa, đến nơi rồi, vui quá, reo hò. Cái câu yết đế dịch là vậy đó. Yết đế, yết đế. Ba la yết đế, ba la tăng yết đế, cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm nữa để được đến bờ kia, ta bà. Cho nên khi nào mình làm việc gì xong đó, cứ nhớ ta bà. Việc gì mình nhịn không xong, ráng nhịn đi, và tự nói với mình: nhịn rồi, việc gì cũng ta bà. Như vậy ở nơi ngài Huyền Trang có một cái gì để ngài đến được Tây Phương? Đó là một niềm tin bất hoại. Ngài có một cái niềm tin bất hoại rằng ngài sẽ đến được Tây Trúc để tịnh kinh. Cho nên ở bên Nhật Bản, Pháp Hòa quên cái thành phố gì rồi mà Pháp Hòa có đến đó, nơi mà người ta lập một cái nhà tưởng niệm ngài Huyền Trang, và ở trước cửa của cái nhà tưởng niệm nó chỉ để hai chữ thôi: bất động. Bất động. Thì khi mà đến đó, các vị mới kéo Pháp Hòa lại: thầy, trên nó để chữ gì vậy? Pháp Hòa nó để chữ bất động. Các vị không hiểu bất động là gì? Pháp Hòa giải thích: phương đông là chỉ cho xứ Trung Quốc, phương Tây là chỉ cho Ấn Độ. Mà cuộc hành trình của ngài Huyền Trang là từ Đông sang Tây. Và trên đường ngài đi, có những lúc yêu ma, quỷ quái như trong truyện đó, đó. Có nghĩa là những lúc ngài đi qua những bãi sa mạc, đi qua những nơi nguy hiểm, nhưng ngài dứt khoát, thà làm ma ở xứ phương Tây, không trở về là một người hưởng phước của phương Đông. Cho nên ngài bất đông, nghĩa là không bao giờ trở lại phương Đông nếu cuộc hành trình chưa viên mãn. Cái niềm tin bất hoại của ngài Huyền Trang đôi khi chúng ta chưa đủ. Chúng ta có niềm tin, nhưng mà niềm tin của mình dễ lung lay quá. Đừng có nói chuyện mà niềm tin làm ăn, niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào người thương của mình không đủ, và thậm chí mình không đủ tự tin, cho nên rồi mình cũng tu chưa tới đâu hết. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới, tin Thầy, tự tin, tin Nhân, tin Quả, tin Lý, tin Sự, nhiều cái để mình tin, và nhiều yếu tố đó để niềm tin mình bất hoại. Cho nên Ngộ Không không có được cái niềm tin đó, còn Ngộ Không phải đi theo ngài. Cho nên quý vị thấy không, bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là tài cán như Ngộ Không, rồi những hai người sư đệ kia cũng đều hội ý với ngài hết, và chính ngài là người quyết định mọi việc. Tại vì cái sự chân thành và niềm tin của ngài làm vững cho phái đoàn. Khi chúng ta ở trong nhà, mình nuôi bệnh ai, mình cũng phải có một niềm tin vững chãi như vậy. Để làm cái gì? Làm cái trụ cột cho người bệnh. Người bệnh nhiều khi họ mất niềm tin, họ sợ họ không đủ sức khỏe. Mặc dù mình biết có sống thì phải có chết, nhưng để cho người bệnh giây phút nào chưa có give up, buông xuôi, thì mình phải làm cho người bệnh tăng cường cái niềm tin, sức sống. Cho nên mình phải có sự vững chãi của chúng ta. Có những lúc Pháp Hòa đi giảng kiệt sức, rồi mấy vị nói: thôi bây giờ thầy hủy chuyến đi, hay là thầy không giảng mà nói không. Trừ khi nào Pháp Hòa không còn thể nói ra được tiếng, hay không còn ngồi dậy, còn xô đã nhận rồi sao quý vị.
Hồi nãy còn khoảng 10 phút nữa, trên đường đến đây còn 10 phút nữa thôi. Thì Pháp Hòa nghe ni sư trụ trì gọi cho em Phật tử: chết rồi, bây giờ ngoài đông quá làm sao? Pháp Hòa nói: ráng thu xếp, để em thôi, các vị ở xa mà người ta phải quay về thì tội lắm. Những người mình lái cả tiếng, 2 tiếng tới đây rồi mà không được về, phải đi về thì thương lắm. Mà xin phép đại chúng, nãy Pháp Hòa còn thoáng nghĩ chút nữa. Hồi nãy Pháp Hòa bước xuống mà thấy còn ngoài đông, Pháp Hòa sợ người ta không cho vô mình ấy. Pháp Hòa thấy nếu mà lỡ người ta không cho vô, cái những người đứng ngoài á, mình bù lỗ cho người ta, cho người ta chụp vài tấm hình rồi ta đi về. Thương đến vậy, thương đến vậy. Cho nên mình học của Ngài Huyền Trang là sự chân thành và niềm tin ha. Vì Ngài niềm có niềm tin như vậy cho nên Ngài đi bộ, quý vị biết là Ngài đi đi rồi về không bao nhiêu ngày không? Ngài Huyền Trang đi bộ đi và về không là 7 năm. Ngài Huyền Trang ở lại Ấn Độ học tiếng Phạn 10 năm. Suốt cuộc hành trình của Ngài Huyền Trang là 17 năm. Khi về đến Trung Quốc, Ngài được vua Đường hỗ trợ cho cái công trình dịch kinh của Ngài. Và Ngài đã bỏ ra 19 năm để dịch kinh, dịch những bộ kinh từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Bây giờ có nhiều bản kinh mà chúng ta đang tụng đó, hàng ngày đó, là bản kinh dịch của Ngài. Cái bản phổ thông nhất chính là bài Bát Nhã Tâm Kinh mà ngày nay chúng ta tụng mỗi ngày, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đó là bản dịch của Ngài Huyền Trang, 265 chữ. Đó là bản kinh tinh yếu, gọi là tâm kinh mà. Nó tổng hết ý nghĩa của Bát Nhã 600 bộ. Cái hệ thống giáo lý Bát Nhã của Phật giáo Đại Thừa là 600 tập. Vậy mà gom hết lại, cô đọng lại, tinh yếu lại trong một bài Bát Nhã Tâm Kinh gọn gãy gồm 265 chữ. Nghĩa lý sâu màu vô cùng. Nhưng mà cuối cùng câu thần chú rất đơn giản: cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa để vượt qua tất cả khổ nạn để đến bờ bên kia. Trời, câu thần chú vậy đó mà ở trên giới thiệu dữ lắm. Đây là thần chú, đại linh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, không có gì hơn chú này hết. Chú này là chú nào? Chú này là chú bự, chứ không phải chú tiểu. Chân thật bất hư. Mà thật, đây là một câu chân thật bất hư. Cố gắng sẽ vượt qua tất cả, phải không? Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Điều thứ hai, mình có thể học ở trong cái câu chuyện của thầy trò Huyền Trang, đó là nhân duyên hội ngộ của thầy trò. Một con người bình thường vậy mà kết nạp ba dị tướng. Ngài Huyền Trang đẹp bao nhiêu, Ngài Huyền Trang đẹp bao nhiêu thì ba đệ tử nhìn sao, yêu quái bấy nhiêu. Một con heo, một cái người mà râu ria nhìn xấu dở, một con khỉ. Quý vị nhớ là đi đến đâu có yêu thì Ngài Huyền Trang vừa bước ra thì ta nói xin chào trưởng lão và người ta té ngửa nhờ, yêu quái, yêu quái. Ngài phải nói dạ không, họ chính là đệ tử của tôi. Quý vị nhớ không? Và có phải ba người là ba tính tình khác nhau không? Ngộ Không thì thông minh nhưng nóng nảy, Ngộ Năng thì mập mạp, lười biếng, ham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham tiền, ham danh. Vậy mà vẫn làm đệ tử Ngài. Ngộ Tịnh thì ba phải im lì, chỉ biết gánh đi trong đoàn thôi, nhưng mà tất cả đều làm đệ tử của Ngài.
có nhiều khi mình cũng bực, trời trời, tôi vậy mà gặp người vậy, tôi vậy mà gặp người thế kia, tất cả đều là nhân duyên. Nhưng mà thưa đại chúng, chính họ như vậy, họ nhân duyên với mình để mình làm gì? Mình giáo hóa họ, mình cảm hóa họ. Cho nên trong cái tình thương đó, mình gặp nhau, mình thương cái người đó đó, là mình nghĩ mình thương lắm rồi, thương đấm, thương đuối rồi. Mà thậm chí mình nói đời anh mà không có em mà như ngày thiếu nắng, như là búa thiếu kèm. Nhưng mà mình biết rằng mình mới thấy cái gì của người đó, mình mới thấy một cái mặt nổi thôi. Nhưng mà mình gần lâu thì mình sẽ thấy được những mặt chìm, và bắt đầu mình mới tá hỏa luôn. Mình mới hát cái bài thôi rồi còn chi đâu em ơi. Nhưng mà chân lý nó cũng cho mình câu kế, chỉ còn lại chân dư âm thôi. Nhưng mà ngay lúc mình nhận ra những người đó có những cái xấu, chính là lúc thể hiện tình yêu của mình. Yêu đâu phải chỉ cái đẹp của người đó, mà yêu luôn cả cái dở của người đó. Và làm sao cảm hóa làm cho cái dở người đó trở nên tốt, đó mới là tình yêu. Còn nếu như ai đến với mình đẹp thì để, xấu dùng, rốt cuộc không có cái gì xài được, bị cái gì cũng dùng hết á. Nhà mình có những cái dao nó cùng, nó xấu xí vậy mà vẫn giữ. Tại dây này, dao này xài ngon. Có những cái chảo nó hư, nó gãy mà vẫn để xào tốt, có không? Có những chiếc áo rách mà vẫn để mặc, tại vì mặc comfortable. Có những cái chiếc vé, chiếc giày nó cũ, có tiền dư mua, nhưng đôi này mang thích chân nhất, cho nên đi sửa mang chứ còn không mua đôi mới. Đây là thể hiện tình yêu. Có một chiếc xe Toyota màu trắng, đậu sau xe người khác cần ra gấp. Chiếc xe mang bản thì số 6LLC989. Cho nên thầy trò ngày Huyền Trang là một cuộc hội ngộ ly kỳ. Và mình nhìn lại có thể trong cuộc đời mình cũng có những hội ngộ như vậy. Mình rất giỏi nhưng mà có thể gọi ngộ một người không có giỏi. Nhưng mà tất cả nếu không phải là nhân, không phải là duyên thì nó không có quả. Nhân quả là mình nói gọn, còn nói cho đủ của nhân quả phải là nhân duyên quả. Nếu mà nhân mà không đủ duyên nó không có quả. Ví dụ như cái nhân là Pháp Hòa đến đây, đại chúng sẵn có cái nhân ham thích đi nghe, nhưng không tìm được chỗ, chúng ta không làm được. Pháp Hòa nhớ đầu tiên là định tổ chức ở ngay Tịnh Xá không? Với số lượng này mà Tịnh Xá Ngọc Thanh sao làm nổi? Đâu, may phước là mình tìm chỗ này đó. Vậy mà còn có khán giả rồi đứng nha. Mua vé hạng A mới được đứng đó. Vé VIP á. Cho nên quý vị nhớ là trong cuộc đời này mình sẽ gặp những người có thể chúng ta không hài lòng, nhưng đừng từ đó mà chúng ta nản lòng. Tại vì chính giây phút đó chúng ta mới nâng đỡ nhau, dắt dẫn nhau đi cho trọn vẹn đến thành Phật. Thành Phật đây là tượng trưng cho gì? Thành tựu được đời sống của mình. Tại vì chúng ta đi một mình, chúng ta cô đơn, chúng ta muốn kiếm người để đi chung. Mà đi chung để đi đến cái mục đích của mình, gọi là đi thỉnh kinh đó. Đi thỉnh kinh là tượng trưng cho một hành trình mình đi đến đích. Nhưng đi một mình đi buồn, đi phải có bạn đi chung. Ngay cả tu hành cũng vậy. Cho nên người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Và thưa đại chúng, những người bạn thân thiết đó của chúng ta là tham sân si. Tham chính là con heo đó, là trương ngộ năng đó. Sân đó là ngộ tịnh, là ngộ không đó. Si là ngộ tịnh. Tham sân si nó nằm sẵn trong mỗi con người của chúng ta.
nó là những người bạn thân thiết của chúng ta. Trong đạo Phật dạy chúng ta rằng đừng đi tìm quả Phật ngoài tham sân si. Tại vì sao? Tại vì Phật là một con người chuyển hóa từ tham sân si chứ đâu có gì khác đâu. Nếu mà ngay nơi con người đó vốn không có tham sân si thì đã thành Phật. Còn con người chúng ta là có tham sân si và chuyển tham sân si để thành Phật. Cho nên chuyện bình thường. Ở đây có ai coi phim Tế Công Hòa Thượng chưa? Quý vị nhớ lúc nào mà ông Tế Công ông gặp mấy người bệnh á, cái ông lấy tay ông dò cái cục đất gì nè, ông nắng cho bỏ miệng uống hết bệnh không? Cục đất đó là gì? Cục đất đó là gì? Đó, đất á, là những cái tế bào chết tạp dơ trong người mình nó đi ra, phải không? Rồi mình mới dò nó thành từng gốc vậy đó. Muốn hết bệnh không? Hết bệnh ngay những cục đó. Hết bệnh ngay những cái tham sân si đó, chứ không có đâu hết á. Thành Phật không có đâu á, đạt Phật ngay trong cái tham sân si. Cho nên có một vị tổ nói như thế này: bất bố lục trần, lục trần bất ác. Đừng có ghét sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu mà không có lục trần, mình không có cơ hội quán chiếu để tu tập và chuyển hóa ra thành Phật. Đừng ghét nó. Cái hoa này có gì đâu ghét, nó là sắc nè, tiếng nhạc là thanh nè, mùi là thơm nè. Thì thay vì mình cứ nhìn hoa là biết hoa, mình nghe tiếng thì biết tiếng, ngửi mùi biết mùi. Chỉ có cái khổ là ngửi đâu nhiễm đó, thấy đâu mê đó. Cái chỗ khổ là mê. Chứ còn ngửi bình thường, nghe bình thường, thấy bình thường thì có chuyện gì để nói, phải không? Đi ra ngoài thấy bao nhiêu người đẹp mà bình thường thì có chuyện gì để nói. Nhưng bắt đầu dán mắt vô người đó, bắt đầu mới xin số phone để có chuyện để nói. Hiểu ý chỗ đó không? Cái mình mê, nhà Phật gọi là trần. Trần cảnh, trần sắc, trần hương, trần thanh, trần vị. Còn khi mình thấy nó mình không mê thì nó chỉ là cảnh thôi. Hương là hương, vị là vị, sắc là sắc, chạm xúc là chạm xúc, không đắm nhiễm, nó chỉ là cảnh. Nhưng khi mình chạm vào nó, mình đắm nhiễm thì nó thành trần. Thí dụ các thầy tu đi, các thầy ăn chay. Bây giờ các thầy có đi ngang bao nhiêu cái tiệm bán thức ăn mặn bình thường, thấy nó là thấy nó, không đắm nhiễm gì hết, thì nó chỉ là cảnh thôi. Hỏi thầy biết tiệm đó tiệm gì không? Biết. Tiệm pizza, tiệm bán burger vân vân, nhưng không có khởi tâm. Còn mình có ăn, có thích, cho nên ai ghé vô đây thử coi ngon không. Thì khi mình ghé vô mình ăn thử, mình thích đó, thì cái mình đắm, thì cái đắm gọi là trần. Cho nên mà nhiều khi mình đi bao nhiêu người mình gặp, mình đâu có để ý luôn gì đâu, phải không? Thì những người đó mình có thấy không? Thấy, nhưng mà không có để ý thì gọi là cảnh thôi. Tự nhiên trong số người đó mình có để ý, bắt đầu mới có chuyện, phải không? Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ có một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Cho nên điều thứ hai là chúng ta phải nhận diện những nhân duyên chúng ta hội ngộ nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tâm trí đó thì chúng ta sẽ hội ngộ nhau và dẫn nhau đi trọn con đường. Cũng giống như ngày nay chúng ta gặp nhau, là chồng, là vợ, là mẹ, là con, là đạo hữu, là bằng hữu với nhau, là thầy, là trò, dẫn dắt nhau đi đến cái lộ trình hết cái con đường đi Tây Thiên. Điều thứ ba, ngài Huyền Trang có mà có thể các đệ tử của ngài chưa đủ, nhất là Đức là Tôn Ngộ Không,
đó là cái nhân đức của Ngài. Quý vị thấy bao nhiêu lần Ngộ Không bỏ thầy đi không? Nhớ không? Nhiều khi ông đánh chết yêu tinh, thầy phạt ông, ông tức ông bỏ thầy ông đi, nhớ không? Nhưng mà thầy có bỏ ông không? Không. Đó là cái nhân đức. Đời sống của chúng ta ai phải là mình dẹp. Thành thử rốt cuộc đó, mình nắm trong tay nhiều mình dẹp rứt còn một. Cái vấn đề chúng ta là cho nên Ngài Huyền Trang được một cái mà đệ tử dù có tài cán như Ngộ Không cũng không có, đó là cái nhân đức của Ngài. Và chính cái nhân đức đó đã làm cho một người đệ tử dù nóng nảy, dù bồng bột, dù thần thông, nhưng Ngộ Không cũng vẫn phải theo Ngài đến hết cuộc đời. Ở đây có ai nhớ có một hôm Ngộ Không bỏ thầy đi, chạy về tới núi Hoa Quả. Và trong một buổi chiều, Ngộ Không đã nhớ lại cái hình ảnh thầy mình ngồi may áo cho mình và tặng cho mình một chiếc áo. Có ai nhớ cái chỗ đó không? Không nhớ về coi lại. Nhưng mà cái hình ảnh đó để biểu tượng cho cái gì? Đó là tình của người thầy đối với người trò, của người cha đối với con, của người mẹ đối với con, của người bạn đối với nhau. Quý vị nên làm như vậy. Cha đi đâu thấy cái gì đẹp mua cho con, đừng nghĩ rằng chuyện đó của mẹ nó, mẹ nó làm một ngàn lần rồi, mà suốt cuộc đời mình làm cha mình chưa được làm một lần, thì hình ảnh đâu đó ở trong đầu nó. Cho nên mình phải cho đứa con mình một hình ảnh của một người cha, đó là mình nấu ăn cho con, mua áo cho con, thậm chí mình giặt quần giặt áo cho con, những gì mình có thể làm cho con, không phải mình lấy điểm với con, nhưng mà tình thương của mình cho con. Cuộc đời này có đáp, có đối mới có đáp. Mình có đối với con như vậy thì nó mới đáp lại, là nó nhận ra những cái tình thương đó. Tình thương là biểu lộ cho mắt diện biểu lộ. Mẹ thương con, nó đi về tới cửa là vuốt ve nó, dù nó 30 tuổi cũng ngắt nhéo hung hít. Còn cha thì không biểu lộ được, cũng không sao. Nhưng mà nếu mình biểu lộ, nó sẽ đẹp hơn, nó dễ thương hơn. Và xin thưa đại chúng, mình phải sống như thế nào để khi mình nằm xuống, chưa chết, nằm bệnh thôi, nhưng mà con mình nó vẫn có cái hình ảnh đẹp của cha, của mẹ. Mình để tiền lại cho con, chưa chắc nó giữ được. Nhưng hình ảnh đó mình để lại không tốn tiền, không tốn công sức gì hết, mà nó ở mãi trong trái tim của con mình. Và mình làm cái điều đó cho tất cả những người thân của mình, chứ không phải chỉ có cha làm cho con. Thậm chí con làm ngược lại cho cha, chồng làm cho vợ, vợ làm cho chồng, chị làm cho em. Cái nhân đức ở cái chỗ là chúng ta nuôi dưỡng nhau không phải ở vật chất, mà chúng ta còn nuôi dưỡng nhau ở những kỷ niệm đẹp. Tại sao gọi là kỷ niệm? Niệm là nhớ, kỷ là cũ. Kỷ niệm là những cái nhớ về trước. Ví dụ bây giờ 10 năm trước quý vị gặp ông Hồ Viên, quý vị tặng cho một hộp sông chuỗi đi, thì ngay cái bữa tặng đó quý vị chỉ nói giữ để kỷ niệm thôi. Nhưng bây giờ nó không thành kỷ niệm. 10 năm sau nhìn cái sông chuỗi này, món quà này kỷ niệm. Kỷ là cũ, cho nên là mình nhớ nghĩ những cái cũ, cho nên mình mới tặng quà cho nhau để giữ cái kỷ niệm của nhau. Tại vì có thể mai mốt già nhìn không ra. Và thậm chí có thể người kia làm những cái điều mình bây giờ mình đau khổ quá chừng, mình không thương hỏi nổi nữa, nhưng mà nhờ những hình ảnh cũ về trước thương lại được. Có một nhà thơ làm một bài thơ như thế này: hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, nhớ chế lấy đừng vay mượn đất trời, để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu cành
đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng. Có những hình ảnh trăng, sao, bầu trời thật đẹp trong lòng mình. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng. Chế lấy, đừng vay mượn đất trời. Đừng nghĩ rằng đợi khi nào thấy trăng mới gọi là trăng. Vì để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Ra đứng ngoài trời, nhìn lên trời, nhưng bóng trăng đẹp vẫn trên nó, tại nó ở trong này của mình. Cái câu thơ đó là để cũng giống như mình vậy đó. Đừng đợi người đó làm cái gì đẹp cho mình mới ghi nhận đẹp. Những cái đẹp trước đó của họ nhớ thu nhận, dễ thương, để mình có thể thương được. Có những cái kỷ niệm nó không phải ở vật chất nữa, mà nó kỷ niệm ở trong này. Cho nên trên đường đi á, Ngài Huyền Trang đã đối xử với tất cả mọi người. Quý vị thấy hãy yêu quái mà xuất hiện là ai đọc? Ngộ Không à. Nhưng mà Ngài Huyền Trang có cái đặc biệt là yêu quái Ngài vẫn chào. Tại vì Ngài đâu có biết đâu, phải không? Một con người đơn thuần. Nhưng mà cũng có nghĩa mà quý vị có thấy cho dù những yêu quái xuất hiện, Ngài Huyền Trang có bao giờ nói những lời thô với họ không? Không. Vẫn một mực. Thậm chí có đặng yêu quái hãy thả tôi ra. Chứ không có quỷ quái như mình bây giờ luôn. Người ta con người mà gặp nhau kêu quỷ cái không? Ngài Huyền Trang gặp quỷ mà còn không kêu quỷ, còn mình gặp người ta mà cứ kêu quỷ không? Cái con quỷ đó, cái thằng quỷ đó, cái con yêu đó. Cái cuối cùng Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, trong lộ trình đi thỉnh kinh, trong đời sống hàng ngày của mình đó, cái sự giao tiếp, cái sự liên hệ với nhau, qua lại với nhau, nó quan trọng. Tại vì người Việt Nam mình cũng vậy á, bà con xa không bằng lối xóm ở gần. Khi tối lửa tắt đèn nhờ lối xóm. Tại vì bà con xa những lúc mình cần, họ đâu có tới với mình được, nhưng mà nhờ người hàng xóm. Pháp Hòa biết rất nhiều gia đình. Có một bà cụ Pháp Hòa quen, con cái đi làm ở trên, bà ở nhà bà bắt cái nồi canh lên, bà hâm cái xong bà đi ra ngoài cửa, bà phơi cái khăn, cái cửa nó sập lại, cái khóa cửa đi. Khóa cửa cái bà mới nhớ là ở trong nhà bà có cái nồi bà đang nấu, mà bây giờ không có phone để gọi, bà không biết tiếng Anh. Bà mới chạy qua nhà hàng xóm, bà đập cửa. Và bà không nói gì hết, bà dẫn tay cái người hàng xóm đi thẳng vô trong bếp. Bà mở tủ cái người hàng xóm ra, lấy một cái nồi không, bà đặt lên trên cái bếp. Và bà diễn tả bà nói, hàng xóm biết lửa cháy, phone dùng cho người con trở về để mở cửa tắt bếp. Có phải là tối lửa tắt đèn nhờ lửa xóm? Nhưng mà rồi mới đây nữa, có một gia đình nọ, hai bà già ở nhà với nhau. Bà kia té mất tại chỗ. Bà con cái không có ai ở nhà hết, không biết làm sao, chạy đập cửa nhà hàng xóm, kéo hàng xóm qua chị. Nhờ vậy hàng xóm mới kêu 911, tối lửa tắt đèn nhờ lối xóm. Cho nên cái quan hệ đời sống của chúng ta, chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi cần ai hết. Tại mình nói lúc mình khỏe đó, cái lúc nhất là cái lúc mình giận đó, cái câu đó thường nghe lắm. Nhưng mà tới hồi mà ta đi thiệt rồi đó, bắt đầu mình kéo cửa là mình nói, đừng bò em một người. Đừng bò em một người. Trời lạnh lắm, trời lạnh lắm. Đó mình hết à. Bằng chứng là quý vị thấy trên đường đi, khi mà
nghĩa là thần thông quảng đại như là Ngộ Không. Nhưng mà cũng có những cái nạn Ngộ Không đâu có giải quyết được. Ngộ Không phải đi nhờ ai? Nhờ tiên cõi này, nhờ thánh cõi khác. Cũng cái tội khoe khoang mà ông thầy kia ông sanh lòng tham mà lập mưu với đệ tử đốt cái phòng của ngài Huyền Trang để chiếm cái y đó, nhớ không? Rồi cuối cùng phải chạy lên tận trên trời mượn cái lòng bàn ập xuống cái phòng của ngài Huyền Trang đó. Rồi bao nhiêu lần nè Quan Âm có mặt, thậm chí đi cầu cứu luôn cả những kẻ thù của Huyền Không, của Ngộ Không. Tại vì cái lúc mà ông làm đề thiên đại thánh, ông mất lòng rất nhiều thần thánh. Vậy mà cuối cùng phải chạy tới những người mít lòng với ổng để mà cầu cứu lại. Vậy không phải là biểu tượng của sự cầu cứu với nhau sao? Lâu lâu mà Pháp Hòa cứ mổ xẻ chuyện này chuyện kia trong Tây Du Ký, đem nó lại trong đời sống của chúng ta. Cách đây 2 tuần Pháp Hòa giảng một bài khác ở tại Montreal của Canada, cũng trong nội dung của Tây Du Ký. Hôm nay Pháp Hòa nói một chuyện khác, một nhiều lắm, mà chích một vài việc để nói chuyện. Thứ nhất, niềm tin. Thứ hai là sự nhân duyên hội ngộ của nhau trong cuộc đời. Thứ ba là lòng nhân đức. Chúng ta sống, chúng ta phải có lòng bao dung, lòng độ lượng. Chỉ có tấm lòng bao dung độ lượng mới ôm ấp được tất cả mọi người. Tại vì trên đời này không có ai mà hoàn hảo hết. Ngay cả con cái của mình, chúng ta phải mở lòng ra. Chúng ta phải mở lòng để nhìn những cái đẹp của con mình. Thí dụ nó đi học về, nó chào mình, hai ba, chào ba, mình cũng phải mở lời, con mới về. Để cho nó cảm nhận rằng mình chào ba mà ba có mặt cho tiếng chào của mình. Mẹ con muốn ăn cơm, để mẹ đi vô bếp, mẹ coi có gì cho con ăn không. Mệt quá ăn hoài à. Rồi thì mai mốt nó không cho mẹ mệt nữa đâu, nó đi học về nó sẽ kiếm chỗ nó đi để mẹ khỏi mệt. Chi vậy? Mình luôn luôn là mình cứ đợi sự việc nó rồi mình mới hối hận, mình mới thấy sai, mình mới chịu sửa. Thì có những lúc nó hơi trễ đó. Mà trong khi đó những cái kinh nghiệm của quá nhiều người trước đã cho mình, sao mình không lấy những cái đó làm bài học, mà phải để cái việc nó xảy ra với chính mình rồi mình mới rút kinh nghiệm. Có những sự việc nó đã xảy ra ở bao nhiêu gia đình mà dư để chúng ta tìm những cái bài học đó, đâu cần phải đợi nó xảy ra ở nơi mình rồi mới đặt một cái câu chuyện như vậy. Cho nên nhiều khi con cái của mình nó không phải nó tệ đâu, nhưng tại vì mình chưa tưới tầm, khai thác, chấp nhận những cái khía cạnh khác của nó. Mình cứ lấy cái nhãn, cái nhận thức của mình, cái áp đặt của mình đặt về cái hướng này và không thấy cái hướng khác của nó. Vì vậy mà chúng ta có những sự hiểu lầm trong gia đình giữa cha với mẹ. Đôi khi các em rất là tội. Pháp Hòa làm việc với các em nhiều rồi biết. Rồi người lớn mình sống bằng một cái văn hóa lâu năm của mình, cha mẹ mình dạy mình như vậy, rồi mình muốn con cái mình nó phải như vậy, mà trong khi đó mình quên rằng nó là ai, nó ở thời đại nào, nó môi trường nào, rất nhiều yếu tố để nó không phải là như mình ngày xưa nữa. Xin lỗi đại chúng, mà nhiều khi một cái trái mướp mà trồng gần cây khổ qua mà trái mướp còn lấy cái đắng mà. Huống chi mà một con người mà ở môi trường mà không ảnh hưởng. Vì vậy cho nên những cái đó là những cái để chúng ta nhìn lại. Và nhìn lại đạo Phật gọi là gì? Là quán. Mà quán để làm gì?
quán để thấu đáo, quán là nhìn sâu để thấu đáo, để tìm ra được cái chân lý sống. Và đó chính là mục đích của đạo Phật. Ví dụ quý vị cúng tổ tiên, thờ ông bà tổ tiên là tục đế, phong tục tập quán mà. Ông bà chết mình thờ, bởi vì theo xưa là khi ông bà còn sống mình phụng dưỡng, khi ông bà cha mẹ qua đời mình kính thờ. Để chi? Để không bao giờ mất gốc rễ, không bao giờ mình mất cội, mất nguồn, quên tổ, quên tông. Cho nên chùa cũng tùy thuận cái phong tục đó. Nếu không có cái vụ mà cúng bái thờ phượng, chắc năm mình đi chùa mùng 1 Tết. Nhưng mà giờ nhờ tôi có thờ ông bà tôi ở chùa, cho nên lâu lâu hay là mỗi tuần tôi đi tới chùa. Vậy thì nhờ cái phong tục đó, cái tục đế đó đó, mà đưa mình về chùa sống được với chân đế là nghe lý, nghe đạo lý. Bây giờ đại chúng lấy cái nhìn của chân đế, đại chúng nhìn tất cả mọi sự việc. Thôi kệ, các pháp nương nhau, các pháp nương nhau. Đấy, thí dụ như bây giờ cái hoa này nè, mình cắt nó ra mình trưng, nhưng mà nếu mà hoa không mà không có lá thì đâu có đẹp. Cho nên lá là một pháp, hoa đẹp là một pháp, lá hoa nó tương với nhau để cho nó đẹp. Nhờ lá mà làm cho hoa đẹp, nhờ hoa mà làm cho lá đẹp. Nếu mà hoa đứng mình, thấy hoa không không có lá, lá đứng mình, lá không có hoa, phải không? Cho nên hoa lá phải có mặt. Và cái thứ hai nữa, nếu như mà một cái bình hoa này mà trắng tươi, mình nó chờ chừng gì như đám tang vậy. Thế gian ta nhìn mà phải chệm rồi. Màu trắng đi với màu đỏ nổi nè, trắng đi với vàng đẹp nè, phải không? Cho mình chen vô đó, các pháp nương nhau. Vậy thì đại chúng thấy rồi, mình sống mình có nương nhau không? Nương nhau hết. Mình sống là mình nương nhau hết, không có nhau là mình chết. Cho nên không bao giờ mình nói rằng tôi đã độc lập, mình không có. Ví dụ cái bàn này á, mà không có cái tấm vải này trải thì nhìn bàn nó trụi quá. Có tấm bàn vô giống như cái mặt mà có cái chân mài vậy đó. Nhìn coi nó được một chút. Để thì cũng được, có ai nói gì đâu. Nhưng mà có thì nó đẹp hơn. Cái mặt mình để vậy ra đường có ai nói gì đâu. Trét một chút lên cho coi cho nó được à, tục đế mà. Nếu mà nói chân đế á, cái chân đế là mình có để cái gì lên, già nó vẫn già, nhăn nó vẫn nhăn. Nhưng mà chân đế là vậy, nhưng mà cuộc sống phải có tục đế. Cho đại chúng nhớ là diệu là vi diệu, đế là lẽ thật. Mà trong cái tục này á, nó có ba ý nghĩa. Chữ tục nó có ba nghĩa. Một là hư giả vì vô minh. Thứ hai là tất cả hiện hữu là do nhân duyên. Đây nè, Pháp Hòa nói bây giờ tục đế ha. Cái hoa này có phải giả không? Giả mà. Mình kêu là hoa thiệt đúng không? Nhưng mà cái thiệt là tại mình nói vậy thôi, chứ còn 10 ngày sau nó cũng chết mà. Nếu mà nó thiệt thì nó đâu có chết. Nó giả cho nên chết. Thân này giả hay thiệt? Giả. Nhéo biết đau kêu thiệt chứ thiệt sự ra chút một tiếng sau nó hết. Mà thậm chí đang đau vậy đó, nhéo cái đau vậy đó, mà người đó đưa tay vô, thôi tôi xin lỗi mà hết liền. Đang đau nhưng mà hết giận. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là thật đó, nó cũng là cái thật, đó là giả thật. Chứ còn nhìn thật với cái chân đế mà nhìn giả. Vậy thì chữ tục nghĩa là một á, cái nghĩa chữ tục á, nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tất cả là hư giả. Cái thứ hai là tất cả đều là do hiện hữu, đều là do duyên. Đấy. Nếu cái hạt hoa cúc không có nước sao nó sống, sao nó mọc? Không có đất sao nó mọc? Không có mặt trời chiếu nắng sao nó lên cây?
Cho nên cái hoa này nó nhờ nước, nhờ đất, nhờ nắng. Vậy thì chính vì vậy cho nên nó giả. Nó nương nhau mà. Pháp Hòa đi Mỹ nhiều lắm, nhưng mà trong đầu Pháp Hòa là không có biết cái tiểu bang nào nó gần tiểu bang nào, nó không có biết. Nếu mà Pháp Hòa mà biết là Alabama và cái chỗ mà sắp đi giảng này mà nó sát ở đây á, là mình đã liên lạc mình đi qua đây rồi. Không biết, nhưng mà may sao quý sư cô ở đây liên lạc được với thầy trụ trì chùa Liên Trì. Cho nên thầy trụ trì mới liên lạc, nói giờ mấy sư cô mà cái chùa mà thầy hứa cả chục năm nay thầy không tới. Đồ vậy hả? Thôi đúng lúc quá, thôi để vô chương trình. Thì quý vị thấy không, nếu cái duyên Pháp Hòa không qua bên đó thì làm gì có cái duyên hôm nay. Vậy thì tất cả là duyên. Và thí dụ chính là cái duyên mình tạo, đúng không? Là mình sống theo cái phong tục với mình thuận theo vậy đó. Sẵn về này thôi cho tôi kia, sẵn kia cho tôi nọ. Mình hay sẵn lắm không? Anh sẵn đứng đó lấy tôi cái này. Anh chị sẵn nấu cơm cho tôi ké. Sẵn mà. Cái đó nhà Phật gọi là gì biết không? Nhà Phật gọi là duyên nó tạo nên duyên. Trong duyên này, nó nhờ duyên này mà nó tạo ra những cái duyên khác. Có nhiều người đi đám cưới bạn, đi ăn đám cưới của người bạn, vô đó mới gặp được cái cô mình thương. Rồi tới hồi đám cưới nhà hỏi anh chị sao biết, giờ tôi đâu quen đâu, tôi đi đám cưới người bạn. Rồi tôi cũng đi đám cưới, hai người gặp nhau trong một đám cưới đó. Thậm chí đi đám tang, thậm chí đi đâu chơi đó, rồi gặp nhau, duyên hết. Vậy thì cái gì mà thế gian này người ta chấp nhận, chúng ta gọi là tục đế. Còn cái chân đế là gì? Là lẽ thật của nó, là nhìn vô tất cả là duyên, là tạm. Mình nương theo nó, mình sống, nhưng mà không có khổ với nó nếu nó phải rã. Thậm chí hôm nay quý vị tạo duyên cho Pháp Hòa đến. Nhưng bây giờ máy bay Pháp Hòa nó delay, nó không tới được. Đâu phải Pháp Hòa muốn đâu. Nghe nó hôm qua, hồi sáng hôm qua gì ở đây mưa bão gì nữa đó. Ví dụ Pháp Hòa tới Houston rồi, chuẩn bị connect vô đây mà ở đây có bão, họ không cho vô, thì cũng vậy thôi. Rồi ví dụ bây giờ Pháp Hòa tới hôm trước khi mà bão, tới chùa đây ở trong này rồi mà tại vì bão quý vị cũng đâu dám đi. Nó thôi đừng gì đi gặp ổng cái má công, thấy không? Thôi không sao, ở nhà nghe YouTube cũng được. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà không, mình cố gắng mình làm việc đó mà không được, cũng cứ nhẹ nhàng. Vì mình chân đế là gì? Tất cả là tạm. Tất cả là tạm. Cuộc sống này á, tục đế đầy dẫy hết từ sáng tới tối. Gặp nhau cái chào anh chào chị là tục đế thôi, tại vì thế gian gặp nhau phải chào. Không chào người ta giận. Ăn cơm người đó no rồi, biết họ ăn rồi, nhưng mà lịch sự ăn cũng phải mời một tiếng, tục đế đó. Không rồi người ta buồn. Nhưng mà lỡ ví dụ như á, mà người ta có quên mình á, thì mình lấy chân đế ra mình sống. Theo lẽ nó phải mời tôi đó, mà thôi kệ, chắc nó không thấy tôi, giận chi. Chân đế ra cái hết khổ hết buồn. Mà hãy chân đế mà có mặt được vậy, nó ôm được cái tục đế mà mình expect, mình nghĩ là nó, họ phải mời mình, mà mình có chân đế mình ứng dụng ra rồi thì sống nhẹ nhàng là thấy niết bàn, phải không? Hồi nãy mà nói đó, trong kinh Đức Phật nói, nếu mà người nào không có sống cuộc đời này mà không nương vô tục đế, mình phải nương tục đế, phải không? Nương tục đế mà sống để thấy được chân đế. Mà người không thấy được chân đế thì người đó không thể tới được niết bàn, không có được niết bàn. Thì niết bàn là gì? Là niềm vui. Niết bàn là niềm vui, còn chân đế là những cái nhìn thấu triệt. Còn tục đế là những cái chúng ta nương trong cuộc sống mà sống. Đại chúng nhớ phải thôi. Mà cuộc đời này á, nếu mà nói theo gọi là tứ đế của Đức, hồi nãy là hồi nãy hai cái mà nói nãy giờ đó là mới có nhị đế. Nhị đế là tục đế,
và chân đế. Chân đế nó còn được gọi là đệ nhất đế hay là thánh đế. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái lẽ thật đó nó mới làm cho mình thoát ly dính mắc chấp trước, vượt khổ đạo. Mà con người mình sẽ vượt khổ là vì sao? Vì chấp thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thật ra con người nếu nói cho cùng á, là chúng ta vô ngã, không có mình, không có thật. Ý là mình ví dụ mình nói không? Cái điều đó tôi biết. Cái chữ tôi biết là mình nói là mình biết đúng không? Nhưng mà suy cho cùng cái biết đó ai cho mình? Toàn là gương của người khác, lượm lặt của người khác, bỏ vô cái bản thân mình, cái đầu mình để gọi là tôi biết. Thành thử đi nói cho cùng, cái biết của mình là lo lượm chứ có gì của mình đâu. À, không có của mình thì làm gì? Mình không có thì làm gì cái có của mình? À, mà thấy được vậy gọi là vô ngã. Ví dụ như người ta nói cái đứa đó là vợ tôi, chồng tôi, thiệt không? Thật vậy không? Nói vậy thôi chứ ly dị rồi đâu còn của tôi nữa. Mà trước khi cái người đó là của mình thì đâu phải của mình. Vậy thì trong thời gian ở của mình là tục đế thôi. Mà nếu ngày nào một là người đó qua đời, hai là không còn thương nữa, cái tự nhiên cái của mình giờ nó không phải là của mình nữa. Vậy thì cái rồi quý vị thấy tiền á, dặm túi mình là của mình phải không? Đi ra chợ mua đó 5 đồng, móc 5 đồng đó ra đưa thì có phải của mình đó không? Không. Vậy thì cuộc đời này cái gì mà chúng ta gọi là của mình á, là chúng ta gọi theo tục đế đó. Còn chân đế là không có cái gì của mình hết. Ngay cái thân này kêu là của mình chứ thiệt sự chẳng có của mình. Nghĩ cho cùng có của mình gì đâu. Rồi bây giờ thí dụ mình tắt thở, mình nằm chết là của mình nữa không? Của nhà hoàng. Lúc sống dành dữ lắm, mà tới hồi nằm thư ra đó em đi lẹ lẹ. Thậm chí mà lúc mà khổ, lúc mà thương, nhìn đắm đuối vậy. Tới hồi mà nằm giường kêu ổng mất rồi, thôi thôi tôi sợ lắm, tôi không dám nhìn đâu. Có nhiều người đâu có dám vô nhìn. Rồi có nhiều người đi đám tang thì bất đắc dĩ bạn bè thân thiết phải đi, chứ đi vô nhắm mắt đi ngang nhìn vậy thôi, chứ tưởng đâu lên có nhìn chứ thiệt sự đi tới đó xuống cuối cuối vậy đó. Tưởng đâu mình thành kính lắm đó, mà thiệt sự đang sợ đó. Rồi quý vị thấy cái thân này mà để vô trong lò thiêu đem ra 6 tiếng sau còn gì của mình không? Không có gì của mình hết. Chứ bây giờ mình nghĩ cho cùng, từ tóc, tai, răng, móng, bản thân mình đây chẳng của mình, mà ngay cả những người thân xung quanh mình cũng không có gì của mình hết. Ví dụ như mình có đứa con gái và con tôi, nhưng mà một khi mà nó gả qua cho gia đình người khác á, thì người ta kêu là con già đó chứ đâu phải của mình. Trong cái đầu mình còn đang nghĩ giờ là nữ sanh ngoại tộc, con gái là con nhà người khác, tại đó đâu có sống với mình. Mình sanh nó ra, mình nuôi nó lớn để mình cho nó làm vợ, làm dâu gia đình người khác, thì mình đã sống theo cái phong tục đó rồi, là nữ sanh ngoại tộc. Thậm chí người ta còn bày theo cái tục á, là con gái á mà đã có chồng rồi mà nửa cha mẹ ruột mà chết á, mà về nhà mà để tang á, là đổi cái khăn á, là phải phủ mặt xuống chứ không cho kéo bẻ cái miếng tang đó lên. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là tôi rất là xấu hổ làm con mà không nuôi được cha mẹ, cho nên tôi xấu hổ, bây giờ cha mẹ chết tôi mới về tôi để tang, tôi xấu hổ lắm, tôi phải che mặt lại. Hồi xưa mai cái mấn mà cái khăn á trùm lên đầu người con gái là phải phủ cái mặt xuống. Nhưng mà nếu người con dâu á bẻ lên để tượng trưng là tôi rất là hãnh diện, tôi là con của người khác mà tôi về tôi cung phụng cho cái gia đình này. Tục đế hết. Ai biết mình là ai đâu, nhưng mà bẻ cái đó lên kêu dâu, phủ cái đó xuống kêu con gái, vậy thôi. Rồi hãy đứa nào mà chấm cái chấm đỏ kêu cháu ngoại, chấm xanh là kêu cháu nội, chấm vàng là kêu cháu chắc. Mà chấm nào cũng chết chắc. Phong tục mà, tục đế phải không? Và chân đế mà nhìn là gì? Tạm hết. Tạm hết, cái khăn nóng nói lên gì hết á.
Nhưng mà không có không được. Không có không được. Phải không? Không có không được. Thật sự bây giờ mình có để tăng 3 năm mà mình không có lòng thì 3 năm nó cũng thế thôi. Nhưng mà phong tục 3 năm rồi giờ qua đây tục xuống cái còn 49 ngày. Còn có nhiều người còn lẹ nữa chứ, vừa hạ nguyệt xuống kìa, lột dục xuống luôn, xong. Rồi nếu mình nhìn vô cái mình nhìn vô cái phong tục đâu có được, phải để tang đủ 49 ngày. Ít nhất vì cái đó là phong tục. Còn chân đế mà nhìn á, tâm tang mới quan trọng. Cái tâm tang mới quan trọng, còn cái tang gì là hình tượng. Nhưng mà không có không được, vì đó là phong tục. Mình là người Việt Nam, người Trung Hoa, ăn cơm bằng đũa, cho nên cúng phải có để đôi đũa lên đó. Nhưng mà không lẽ người Ấn Độ đưa đũa hả chi? Ấn Độ ăn bóc mà. Ông lẽ về cúng như người Ấn Độ cũng đem ba đôi đũa lên để. Mà nếu có để cũng không sao, vì phong tục. Mình ăn gì cúng đây. Đa số là cúng toàn mấy món mình thích. Cúng dỗ kêu cúng cho má cho ba chứ nhìn bàn thờ này năm thích nè, bảy thích nè, chồng tôi thích nè, con tôi thích nè, chứ không có ông bà thích món gì hết trơn. Đi chợ mua một cái nải chuối rất là xanh đẹp đem về để bằng Phật, mãi chín cái là đem xuống liền. Mà thậm chí mà tụng kinh mà còn rình nữa, coi trái nào chín. Tụng kinh mà ngó, nhất là lúc mà niệm Phật á, niệm Phật là khỏi cần phải nhìn chữ, nhìn kinh phải không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Bà Dạ. Vừa dứt kinh cái trái này chín à. Mình biến cái bàn thờ như cái chỗ để vú trái cây cho mình vậy. Bây giờ ngay cả mình đem bàn thờ trái cây tục đế, bình hoa tục đế, chè xôi quý vị cũng tục đế. Phật Ấn Độ đâu biết ăn xôi. Nhưng mà tại vì mình Phật sống với mình mấy chục năm rồi, giờ biết hết. Nhất là hễ sống chùa Huế là ăn bánh bồng lọc. Mà Phật của mình là sướng lắm, ở chùa nào là ăn món đó chết bỏ. Ở chùa Huế ăn bún bò Huế, ăn bánh bột lọc, ăn bánh nậm, vả trộn, mít trộn. Ở chùa Nam là ăn kiểm múc mùa. Vậy thì quý vị thấy không, phóng tung quá. Vậy thì có mình, bây giờ mình nghĩ rằng hằng ngày chúng ta sống, thì bây giờ nếu chúng ta hiểu tất cả chúng ta đang làm ở cuộc đời này là tục đế, và chân đế là tất cả chỉ là nương phương tiện là tạm có, lấy cái đó ra ôm được cái tục đế thì nó có hụt chút, nó thiếu chút, không có khổ, không có chấp. Mà người được như vậy là diệu đế. Diệu đế là danh từ chung, anh sống được với cái lẽ thật màu nhiệm. Lẽ thật màu nhiệm là gì? Cuộc đời này lúc nào cũng phải cả hai. Chiếc nhẫn nó không nói lên gì hết. Nhưng mà nếu đám cưới có chiếc nhẫn để xác định anh là chồng là vợ, chiếc nhẫn đó nó chính là cái mốc để nó giữ người đó lại, để biết anh bây giờ là chồng là vợ, sống đúng cái đạo lý của vợ chồng. Thế thôi. Áo này đâu có làm nên thầy. Nhưng mà ông thầy có chiếc áo để ông giữ ông thầy lại. Ông có cái áo te rẹt. Người miền Nam là te rẹt là đi ta bà. Nhưng mà nhờ có chiếc áo cho nên giữ đi đứng cho khoan thai cho đàng hoàng. Phải không? Chiếc áo nó không có nói lên được. Nhưng nhờ cái đó đó giữ được cái hình tướng của người tục. Bây giờ ví dụ như hồi trước ở đây có thể không phải là cái chùa. Bây giờ quý vị mang chuông, mang mỏ, con đồ lên thì quý vị là cái chùa. Thì cái hình ảnh chùa này là tục đế. Mình theo cái phong tục là chùa phải có mỏ, có chuông, có kinh, có Phật, có khánh, có vậy đó. Đó là mình tục đế.
Nhưng mà tại vì mình là người Việt Nam, mình tụng kinh cái kiểu của mình là vậy. Nhưng mà hãy người Hàn Quốc kiểu của họ khác, người Tây Tạng kiểu của họ khác, họ theo cái phong tục và cái phong cách của cái quốc gia họ. Không lẽ bây giờ mình sống bằng 100% của người Việt, mình tới chùa Hàn Quốc hay chùa Nhật Bản mình nói ở đây sai sao? Mình phải, cái chân đế là mình phải nhận ra rằng tụng đế của mỗi nước mỗi khác. Và cái chân đế chỉ là biểu tượng, chân đế là mình biểu lộ, mình nhận cái đó. Và cái người mà sống được với chân đế mà lấy thấy chân đế như vậy, như hồi nãy Pháp Hòa dẫn một câu vậy đó. Và vì sao mình nói được cái đó? Tại vì mình nhớ rằng định nghĩa của chữ tục: một là giả, hai là duyên. Tất cả là giả, hai tất cả là do duyên. Cái thứ ba là gì? Ngôn ngữ hí luận. Pháp Hòa ví dụ, mình đến một cái đám tang, đứng lên mình chia buồn, đó là ngôn ngữ phong tục thế gian. Không ai mà đứng lên đám tang mà nói dạ hôm nay tôi đại diện cho toàn thể chúc mừng anh chị tiễn được ông lên đường. Không ai nói gì hết đó. Vì cái phong tục xưa nay là đến là phải chia buồn, đám tang là chia buồn, mà hễ đám cưới là chia vui, còn không là chung vui. Ai mà chia mà nhận vui, ai dám chia? Mà buồn ta chia mình, ai dám nhận? Trời ơi, phải không? Mình tùy thuận phong tục mình nói thôi mà. Nó là tôi chia buồn với gia đình, thử ta nói dạ dạ chị đợi để tôi vô tôi bưng ra. Thậm chí có nhiều người còn sợ xui đến mức độ là đi đám tang xong còn ra công viên kìa, đậu xe vô đó để đánh lạc hướng con ma đó. Sợ con ma nó đi theo mình về nhà đó. Phải không? Có nhiều người sợ vậy đó. Đi đám tang về là phải đi vòng vòng đâu á, quẹo tới quẹo lui, phải làm gì đi gì kì vậy, đánh lạc hướng ma. Vậy mà đến đám tang người ta xin chia không à? Rồi bây giờ mình nói thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy á, để cho chúng ta là người sống ở đời và chúng ta biết rằng chúng ta đến với đạo Phật không phải là chúng ta đến chỉ thuần túy là tin Phật. Tin là phải có, nhưng mà không phải tin Phật là thần thánh, mà phải tin rằng Phật là bậc thầy giác ngộ tỉnh thức, và lời dạy của Ngài sẽ dẫn mình đến tỉnh thức giác ngộ. Cái đó mới là tin Phật. Tin chứ, sống mà không tin sao được, tu mà không tin được. Tin Phật, nhưng mà không phải tin Phật là thánh thần ban phước, mà tin Phật cho mình được đạo lý để sống. Và cái đạo lý mà Phật trao truyền cho mình là gì? Tục đế, chân đế. Mà người nào mà nương tựa được, dung thông được cả hai thì người đó có niềm vui, có niết bàn, có an lạc. Cho nên nhà Phật có cái từ là nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông là dung nạp cả hai một cách viên thông, không trở ngại. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở Denver tuần rồi, thì có buổi chiều thì có nói chuyện với một số các em trẻ. Thì có một em mới giơ tay lên hỏi Pháp Hòa là khi mình truyền bá đạo Phật cho các em trẻ, mình có cần nói tiếng Anh không? Hay là mình cần nên giữ tiếng Việt? Pháp Hòa nói ví dụ em muốn giữ tiếng Việt điều đó tốt, nhưng em nói tràn gian đại hải mà cái người nghe em không hiểu gì hết thì nó có lợi ích gì không? Bây giờ trước hết mình phải chân đế nè, là mình phải nhận ra một điều rằng con cháu của mình nó sanh ở đâu? Sanh ở nước Mỹ. Và cái tiếng mà thông dụng của nó nhất, cái tiếng nó dễ hiểu nhất là tiếng gì? Tiếng Mỹ. Tục chân đế phải không? Rồi bây giờ chân đế của mình nè, mục đích của anh nói pháp để làm gì? Là mong cho nó nghe. Mà nếu mà anh mong cho nó nghe là chân đế phải không, mà nó không hiểu ngôn ngữ của anh nói thì nó anh nói gì?
Vậy thì anh phải tục đế là anh phải học ngôn ngữ của nó để anh truyền đạt cho nó. Vậy thì truyền đạt cho nó là tục đế, mà nó bằng là ngôn ngữ, bằng nó hiểu, mà nó hiểu được điều mình nói là chân đế. Mà nó hiểu mình nói, nó sống với mình, nó vui vẻ, mà mình cũng vui vẻ là cả hai có niết niết bàn. Bây giờ mình nói theo kiểu Việt Nam, nó không có hiểu mình nói gì hết trơn á, rồi nó cứ trơ trơ ra. Cái bắt đầu mình nói thằng này coi gì mà nó lì lắm nha. Nó có hiểu mình nói gì đâu mà nó lì. Như vậy là mình nói nó lì chưa chắc nó đã lì, là tại nó không hiểu mình nói cái gì thôi. Cho nên nó ngồi y ra đó, nó không làm gì hết. Thì theo cái nghĩ của mình á, đứa nào mình nói mà nó không làm gì hết là mình cho nó là lì. Thử bây giờ mình bữa nào mình kêu nó ai đó nói cho nó nghe, dịch cho nó hết rồi, trời nó làm răm rắp lên trời, bữa nay sao này nó ngoan dữ vậy ta, bởi ta nói mà nó nghe lời người ngoài không à. Người tự nhiên người ngoài nói được tiếng của nó, quý vị thấy không? Mà bây giờ ví dụ bây giờ mình không nói được mà người ngoài nói được, điều đó tốt không? Cũng tốt thôi. Thì mình phải nhận cái chân đế, người ngoài cũng là tục đế. Quan trọng là diệu đế, là giữa mình với nó có dung thông. Đấy, mình qua nước ngoài là nước Mỹ nè, kiểu của mình là kiểu Việt Nam, mà mình dung thông được cả hai. Giống như mình nấu spaghetti xong y hệt như người Mỹ nấu vậy đó, cũng là bỏ đủ gia vị xong cho vô muỗng nước mắm, cái nồi spaghetti khác liền. Dung thông. Vậy thì thưa đại chúng, khi mà mình đặt một cái chữ là Phật nói là tứ diệu đế, là khổ, là nguyên nhân của khổ, là sự vắng mặt của khổ, là con đường hết khổ. Đó là tứ diệu đế. Mà bây giờ khổ, khổ với cái nhìn tục đế là sanh nè, già nè, bệnh nè, chết nè. Đó là những lẽ thật của đời đó. Thật ra sanh già bệnh chết nó đang diễn tiến với cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đây. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra được mọi việc nó đà như vậy, cái là không khổ. Mặc dù khổ là khổ đế là sanh già bệnh chết sự thật, nhưng mình có đạo đế. Đạo đế là gì? Là cái chánh kiến về những cái sanh già bệnh chết. Sống ở đời đã có sống là phải có già, có bệnh, có chết. Lấy đạo đế ôm được cái khổ đế là sanh già bệnh chết. Rồi đó là bốn cái khổ của thân nha. Bây giờ bốn cái khổ của tâm nè. Cầu muốn mà không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà cứ phải gặp. Cái thân này ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành ngũ uẩn, nó thịnh nó suy, nó nóng nó lạnh, điều rang. Đó là bốn khổ của tâm lý. Mà nguyên nhân là mình khổ là vì mình không nhận được sự thật đời là thế. Còn nếu mà đạo đế cho mình cái nhìn là phải có chánh kiến về cái đó. Tại sao anh ghét người ta? Tại người ta là anh, người ta làm anh không đúng ý phải không? Vậy thì đâu phải người ta làm trật đâu. Tại không, anh không đúng ý với cái người ta làm thì anh ghét, chứ không, chưa chắc người ta đã trật. Chưa chắc người ta đã trật. Như cái gì mà mình không đồng ý thì mình ghét à? Vậy thì cái già đâu có khổ. Cái già không có khổ. Mà tại mình không thích già, mình sợ già. Cái sợ già nó mới làm mình khổ. Vì già là một lẽ thật. Còn nếu nói cho đúng hơn nữa là già ở xứ Mỹ đâu có khổ. Tại chính phủ nuôi. Mỗi tháng được lương của chính phủ phát, được ở senior home đó. Người già ở Mỹ nếu mà nói cho cùng là già rất sướng. Có điều là chính phủ người ta cho tiền đủ mình sống chứ không dư. Tại sao mọi người Việt Nam mà không dư tiền là khổ? Tại vì mình có cái tật là hay giữ gìn để cho con cháu khổ. Chứ nếu người Mỹ là không khổ. Vậy thì cái đủ tiền đó, chính phủ cho ít tiền tại mình nói thôi chứ không ít, đủ. Nhưng mà vì cách sống của mình lúc nào cũng phải để tiền dằn túi, nhét ở dưới gối nằm, tối ngủ được lấy là đếm cái, hít hung cái khỏe.
Tiền là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lộng gia thân. Chứ người Mỹ họ thoải mái vô cùng. Cho nên người Mỹ thì họ mỗi tháng tiền vô trong cái account của họ, rồi họ chi ra hết cho tất cả, họ enjoy. Còn mình là tại vì mình cứ nghĩ là vì mình sống trong cái hoàn cảnh khó từ nhỏ rồi, cho nên lúc nào cũng phải để dành. Đứa nào nó tới cho chút chút vậy mình mới cảm thấy là mình là bậc cha mẹ đúng nghĩa. Thật là kiểu của mình, tại vì mình sống bằng cái kiểu của mình mới khổ. Cho nên nguyên nhân của khổ là vì chúng ta không nhận. Mà chúng ta nhận ra được rồi thì hết khổ. Và con đường giúp cho nó hết khổ là gì? Có một cái thấy đúng về các pháp, gọi là chánh kiến. Có một cái suy nghĩ đúng về mọi việc. Mình đang ở đâu? Mình đang ở đâu? Mình làm gì? Thành thử ra cuộc sống này trở nên rất là diệu đế, vì chúng ta biết thấu triệt quán nhìn hết. Ví dụ cái cô đó cũng muốn nấu nồi phở, rồi nấu làm sao hồi nấu ra phở ra hủ tiếu cũng có sao đâu, cũng có sao đâu. Hủ bình thường cũng ăn hủ tiếu mà. Mà tại vì người ta tuyên bố nấu phở, cái đầu mình nghĩ là phở phải mùi này mùi này mùi này vậy nè, cái mà ra ăn hồi không đúng cái mùi của mình, cái mình chịu khổ. Và cái người mà người ta không thích cái mùi nó nặng hơn, nên tôi thích nấu vậy vừa rồi, thấy không? Thì nó nồi phở đó cũng là chân lý thôi, tùy theo mỗi cái nhìn của mọi người. Vì mình nhấn ra được vậy là diệu đế. Đế là lẽ thật, là chân lý, là the truth. Diệu là vi diệu, wonderful. So once you can see everything as they are, you're free from all your attachment. Once you free your attachment, you attain nirvana. Buddhism called nirvana. Nirvana means the absence of negatives. Whenever you have no negative feeling in your heart, in your mind, you live in nirvana. So you don't have to wait until you die to go there. You can attain nirvana right here in the present moment. Niết bàn cực lạc là ngay khi chúng ta nhận lấy được cái chân đế, ôm được tục đế. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa được giao cho cái nhiệm vụ thỉnh chuông. Ai mà tới chùa lễ Phật bon lại cúp một cái ngồi dậy. Vẫn lâu ý nha. Con bà cụ đó, bà vô cái bà bon cúp cái, bà đứng dậy bà chỉ mặt: "Chú hổn nha, chú dám gõ đầu tôi." Thấy không? Tại sao? Tại vì bà cụ đó nghĩ rằng mình đang đánh trên đầu bà. Nhưng mà mình được học là người ta lại xuống, rồi mình nhập vô cái chuông để người ta nghe cái tiếng nhập. Đó là một cái signal, một cái báo động để người ta đứng dậy cho nó trang nghiêm, đúng bài bản. Nhưng mà với cái nhìn của bà đó là mình là hổ. Thì bây giờ mình thông cảm được bà cụ đó, không có giận. Còn nếu mà mình bực bỏ đó, mình nói bà lộn xộn, tôi được giao thế này thế kia. Cho nên mọi việc, vào đây chúng thấy cái gì chúng ta đang làm trong cuộc đời này cũng đều là tục đế. Chúng ta lấy cục đất, cục xi măng, cục gỗ vậy đó đục đẽo ra. Hồi nãy dưới thạc cục gỗ mình chẳng có là gì hết, tới hồi đục đẽo xong thành ông Phật đem bàn thờ lại hy hùng, lại ngày đêm, mà thậm chí nói chuyện với cục gỗ đó luôn. Mà trước kia là do mình bỏ tiền ra mới có cục gỗ Phật này nè, thấy không? Thành thử ra cái đó là một cái phương tiện. Cuộc sống của chúng ta cái gì cũng phải có biểu tượng. Có một em nó đặt một câu hỏi cho Pháp Hòa cũng tuần rồi. Nó nói tại sao phải lại tượng Phật? Tượng Phật là cái tượng thôi mà. Thì Pháp Hòa mới hỏi ngược chị: tại sao em chào cờ Hoa Kỳ? Lá cờ Hoa Kỳ là tấm vải thôi mà. Như vậy thì cái lá cờ đó, tấm vải đó tượng trưng cho một quốc gia thì mình chào.
tại sao đất nước này làm bao nhiêu tượng để mà gọi là kỷ niệm các ông này ông nọ. Mỗi tỉnh, mỗi tiểu bang đều có những cái người mà người ta đã làm, đã đóng góp cho tiểu bang đó, cho nên người ta hay tổ chức những cái nơi chốn. Thì Phật cũng vậy thôi. Mà Phật không có biểu mình làm đâu, tự mình muốn làm mà. Mình muốn biểu Phật ngồi kiểu nào Phật ngồi kiểu đó. Đó, chẳng hạn như chiều Diệu Đế Bông Sen có cái dòng chạy vòng vòng vậy đó, địa điện đó, đó. Mấy chùa kia đâu có. Đó, chùa kia không có. Mấy chùa kia Phật ngồi không có sẹt sẹt lửa gì đó. Thật ra Phật ngồi trên Phật cũng chịu à. You do what you want. I enjoy. Quý vị hiểu được tục đế không? Hiểu được chân đế không? Và hiểu được diệu đế chưa? À, mình nhớ là mình sống ở thế gian nương tục đế, vì tan vậy mình vậy. Thí dụ người ta đến đây, ta làm vậy mình không thích, mình cũng phải tùy thuận, vì cái đó là mọi người như vậy, mình là như vậy. Và chân đế nào làm cho mình dễ chịu, mình đến đâu mình phải theo đó, mình không có thể tự ý mình sống theo ý mình. Đó, lấy chút xíu chân đế đó ra, hội nhập được cái tục đế, sống nhẹ nhàng. Mà sống nhẹ nhàng thì đâu có chọc ai phiền khổ gì đâu. Không, tôi cũng khen, tôi vậy đó. Ờ, thì anh vậy thì ta cũng cho anh ra gốc vậy luôn. Mình sao, mình tạo nhân sao thì cái quả mình sẽ gặp như vậy. Tại vì mình thích xì lô một mình thì người ta sẽ cho mình một mình xì lô. Còn mới hỏi nhâm thì nó khác. Cho nên tại sao chúng ta tụng nè, tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại, đúng không? Mình hay đọc câu đó mỗi thời kinh đúng không? Vậy thì bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi là khi mình đến đó, mình đã thông, mình đã hội nhập được với đại chúng chưa để đến nhất thiết vô ngại? Là do mình. Cho nên tăng là một đoàn thể hội hòa hợp, vui vẻ, thanh tịnh. Bây giờ mình đến đó mình không hội nhập, nghĩa là mình đã làm nghịch đi rồi, thì làm sao tới cái chỗ nhất thiết không ngại được, không có một cái gì trở ngại hết. Người ta nói, ủa sao mọi người ở đây mà có người kia ra gốc cây? Thì đó, nó trở ngại rồi. Và đôi khi mình một mình mà làm cả cái không khí mất vui, thấy không? Mà nếu mình hội nhập được, mình là cái nhỏ, đại chúng mới là cái lớn, thì mình tự nhiên nhập được với đại chúng tới cái chỗ không trở ngại. Bây giờ ví dụ mình đang nấu ăn vậy đó, nấu cho một cái đại lễ, ai đó chọc mình bực tức lên, mình bỏ mình đi về, có phải là mình đã bị trở ngại không? Bây giờ tôi vượt qua được cái này, vì lễ hôm nay mới là chính, người đó chỉ là một, và cá nhân tôi là một, cục giận của tôi chỉ là một. Không lẽ bây giờ cả ngàn niềm vui hạnh phúc và đại chúng không ôm ấp được một cục giận của mình sao? Một sự thanh lương của đại chúng, 100 người thanh lương không lẽ không đủ nước để dập tắt cái ngọn lửa phiền não của mình sao? Mình sống được rồi. Hôm nay á, tôi giận cái bà đó lắm, tôi sắp sửa đi về đó, nhưng mà tôi thấy tác bà, chú Đại Bi có câu đó đó, tác bà nghĩa là vì đại chúng, vì việc chung. Cho nên mỗi câu thần chú Đại Bi nó có nghĩa để mình tu hết đó. Và trong cái chữ tác bà nó có nghĩa là vì cái chung, vì cái chung. Thì vì cái chung thì tôi không vì cái riêng mà tôi giận. Nếu mà tôi bỏ tôi giận là vì tôi cái ngã gì, cái ngã tôi chứ không phải vì đại chúng. Tôi vì đại chúng được, tôi ở tôi làm được, tôi vượt được cái đó. Hôm nay tôi sống được với diệu đế. Lẽ ra bà đã nói vậy tôi giận đó. Tôi giận vậy là đúng rồi, tục đế mà. Chị coi đó, nó chửi tôi vậy mà tôi nín được không? Đó là tục đế, tôi giận nó là chuyện bình thường. Đúng rồi, nó nói vậy bà giận là đúng. Nhưng bà vẫn ở lại bà làm, là bà mới là chân đế. Và nói cách khác hơn, bà vẫn là diệu đế. Còn nếu mình đi theo cái tục đó thì có đâu có sao, nhưng mà khổ lụy, phải không? Thành nữ Đức Phật là người giác ngộ. Đức Phật thấy cái tục đế,
Nếu Đức Phật ra đời mà Đức Phật nói thuần chân đế, mình nhận không nổi đâu. Mình nhận không nói đâu. Ví dụ bây giờ quý vị vô, quý vị thật ở đây, phải minh tâm kiến tánh, ngồi thiền ngày sáu giác, lần hai tiếng, chắc một thuyền thôi là chìm thuyền. Sống sao nói. Để bây giờ phải cho, bây giờ phải cho ngồi thiền 30 phút, rồi đứng dậy sơ bóp đi vòng vòng, bác nghe kinh buổi, vô cho ăn chập. Ăn xong rồi sợ buồn ngủ, cho đi vòng vòng cho tiêu cơm. Xong rồi vô tụng kinh, xong ra ăn chậm. Nghĩa là tu ăn vậy. Anh tu ngày ba cử, anh ăn đủ ba cử. Đó. Rồi sợ anh ăn no rồi, nghĩa là no căng da bụng trùng da mắt, cho anh nghỉ trưa một chút. Đó. Rồi sợ anh thấy sao chùa này nghèo quá, không có cà phê, cà pháo gì, làm bàn cà phê cho anh uống nữa. Uống cà phê là tôi chiều anh đó nha. Chứ lẽ là anh tu không có được ghiền à. Nhưng mà tại anh ghiền của tôi tùy để anh tu. Nếu mà vì ly cà phê mà anh bỏ đi tu thì tôi mất chân đế. Tôi chiều anh ly cà phê đó. Vì ly cà phê mà anh ở chùa anh tu được thôi kệ. Thì quý vị thấy không, cuộc sống này là tục đế chân đế nó tương duyên với nhau. Mà người nào sống được như vậy là sống với diệu, diệu đế. Biết hết tất cả cái gì nó đang nói ra, biết hết. Đây là tục đế. Nhưng mà Đức Phật là người giác ngộ, và Đức Phật không thể nào nói chân đế liền cho mình nghe được. Mình không có nhận nổi đâu. Mình không nói đâu. Cho nên rồi các ngài mới phương tiện. Ví dụ như lẽ ra, thí dụ như bây giờ nói tu đi, không có chức, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà không có như vậy thì người ta không có sanh tâm kính trọng những người lớn. Biết các pháp là bình đẳng, nhưng không không thể nói bình đẳng rồi không có thứ lớn. Nó phải khác chứ. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói nè, tất cả mọi người ở đây đều là con người hết. Đó là bình đẳng. Đều là máu đỏ, nước mắt mặn. Nhưng mình phải có thứ lớn. Quý bác nó lớn tuổi, mình phải kính trọng như cha mẹ, ông bà. Hai vị này như cô chú, mình xây qua đây dạ con chào cô chú. Hai người này như anh chị, thành thử gọi anh chị, chú bác, cô gì là gì, chúng ta nhận ra cái nét mặt, cái tuổi tác, chúng ta tùy thuận thế gian chúng ta gọi vậy. Nhưng cái đó là chân lý thôi, vì nó phải như vậy thì cuộc sống nó mới đều đặn, nó quân bình với nhau. Còn nếu mà chân đế mà nói tất cả đều bình đẳng, già trẻ gái trai lớn bé gì giống nhau, thì nói như vậy thì nó không có thứ lớp cả. Thực bình đẳng là bình đẳng đó, nhưng mà rồi nó loạn lên. Thà thử nói chân đế mà không nương tục đế cũng không được. Mà tục đế mà không có chân đế là càng làm càng khổ, gì không thoát được. Cho nên nhị đế dung, dung thọc à, chuông, mỏ, Phật, trái cây, cái diều hai hai, dung thọc. Quý vị biết không, quý thầy mà xếp cái y rồi vậy, xếp ngay ngắn rồi gấp đôi y lại, gấp đôi lại, gấp đôi lại, lúc nào cũng nhị đế du thông. Nội cái xếp y của người tu thôi, cũng nhắc nhở người tu phải nhị đế du thông. Mà mình muốn hành đạo thì mình phải có được cái đó. Mình sống, muốn sống cuộc đời an lạc phải làm được điều đó. Còn không thì mình sẽ rất khổ. Thôi Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, thì mong đại chúng bây giờ hiểu được ý nghĩa của chữ diệu đế và ứng dụng diệu đế như thế nào trong cuộc sống này. Mà thân tình mà nói, cuộc sống của chúng ta không ngoài hai cái này, phải không? Nếu mà không có hai, dung thông được hai cái này thì mình rất là khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói tiếng Anh, ví dụ như là cái tục đế là gì? Là relative truth. Cái chân đế là absolute truth. Whatever you do, just relative. You have to do it, but in the deep, you can recognize what is the absolute. For example, when we see each other, we greeting to each other, is the relative truth, because in this life, the polite way is greeting each other. But deep inside it, you have the absolute truth, is the respect. Sometimes you do it in the form of greeting, but inside you don't respect that person. It's no meaning. But
in the relative, people still recognize you respect them by the greeting. So if you can use the relative truth and use the absolute truth to embrace the relative truth, and you're free from all attachment. And that is the meaning of this temple's name, Wonderful Truth. And what are the truths? Relative truth, absolute truth. We eat is a relative truth. We satisfy our hunger and keep our life is the absolute truth. And because the relative truth, that's why no matter what you eat, as long as you satisfy your hunger, you're hungry, and then you can keep your life. And this is the main thing. For example, if one day you back home, you say, "Mom, I'm hungry." Your mom doesn't have much food. Whatever she offers you, just to keep you overcome your hungry, you take it. Because the absolute truth is to make you feel better. The relative is no matter what kind, as long as that the food you can take, it doesn't bring you sickness. So if you can see by the two practicing, relative truth and absolute truth, you are free from all kind of attachment. This brown robe cannot turn you into a monastic. But because of this, if this brown robe can keep you as a good monastic, so this is a piece of fabric, it's a robe only. But without this robe, you may call me some Mr. whatever, but with this robe, you call me Thai. So this relative truth is the robe, but make you become a good a practitioner, a true practitioner, a true monastic. That is the relative truth. You get a mare of a wedding ceremony, relative truth. The absolute truth is you love each other and keep your relationship, keep your commitments. The wedding ceremony, nothing. But the wedding rings in your finger symbolize for your marriage. And because of that ring, keep you in the shape of the family as a spouses. Thì hai cái đấy đó, tục đế tiếng Anh gọi là relative truth. Chân đế tiếng Anh là absolute truth. Và cuộc sống này đều phải ứng dụng như vậy. À, chúc đại chúng khỏe. À, con nghe mọi người nói là coi như bệnh á, từ nghiệp mà ra. Thì có đúng không thầy? Mà nếu đúng thì chúng con phải như thế nào? Nam Mô Di Đà Phật. Cái câu hỏi bệnh từ nghiệp mà ra có đúng không? Đúng phần. Cái nghiệp mà bệnh á, gọi là nghiệp cũ, nó cộng với cái nghiệp mới. Pháp Hòa ví dụ, có thân là phải có bệnh, đó là cái quy luật chung. Nhưng mà nếu mà mình không đủ chánh niệm, mình ăn uống tầm bậy ngay trong đời này thì tự mình tạo nghiệp thân rồi. Nghiệp nó hai loại, nghiệp cũ, nghiệp mới. Không phải bệnh là đổ thừa nghiệp. Ví dụ như á, ai cầm rượu nhét cho anh uống đâu, để bây giờ anh cháy gan cháy phổi anh kêu nghiệp. Vậy rõ ràng là bệnh là cũng do mình tự tạo nghiệp, phối hợp với cái nghiệp căn bản đã là con người là phải có bệnh. Nhưng mà thay vì anh bệnh nó tới 70 tuổi bệnh, mà tự anh tạo nghiệp cho nên mới có 40 là anh bệnh. Vậy thì có nghiệp của anh cộng trong đó ngay trong đời này, chứ không phải chỉ là nghiệp của quá khứ. Còn nếu mà nói về chữa đó, bệnh đó nó có 3 loại: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Ví dụ như cái người đó ta ăn uống rất là đàng hoàng, đời sống rất là mẫu mực, nhưng bệnh, đó, cái đó là bệnh nghiệp đó. Thì bây giờ nếu mình nghĩ là mình nghiệp thì phải sám hối. Ví dụ bây giờ cái anh hút thuốc đi, giờ tới 40 tuổi là bắt đầu báo huyết là phổi nè. Thì cái cách sám hối của anh là gì? Không bao giờ hút thuốc nữa. Đó là anh dứt cái nghiệp mà anh, nhưng mà cái nghiệp mà 40 năm anh hút thuốc anh phải trả.
bằng cách là bây giờ đây là bệnh bệnh nè, là phải trả cái bệnh đó rồi. Nhưng anh dứt không tạo nghiệp nữa, là không hút nữa, để cho cái nghiệp này nó không phát triển nữa, mà nó chỉ trả trong cái phạm vi bao nhiêu năm anh làm hại cái phổi của anh thôi. Đó là sám hối bằng cách là chúng ta chuyển hóa cái cách sống. Và một bên cạnh đó, chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật để làm gì? Nó có hai công dụng. Một là để cho cái tâm của mình chú tâm vô cái việc tụng niệm này, mình quên bệnh, và cái tư tưởng của mình positive lên, tích cực lên, là tôi sám hối, tôi tụng kinh, Phật phù hộ. Cái tâm lý mà vui đó, đó, nó làm cho cái bệnh mình một phần được thuyên giảm. Và nhờ đó, anh ăn năn vậy đó, anh mới có cơ hội anh tiếp xúc với lời kinh nè. Đây là cơ hội để anh được nghe Phật nói những cái gì mà anh chuyển hóa tu tập. Thành thử sám hối tụng kinh đó có rất nhiều công năng. Có nhiều người nói tụng như con vẹt, tụng làm cái gì? Phật có ngồi đó mà nghe anh tụng? Đúng, anh nói đúng hết á. Nhưng mà giờ đặt câu hỏi lại, anh không hiểu, bộ anh không tụng anh sẽ hiểu sao? Anh không đọc anh vẫn không hiểu, anh đọc anh vẫn không hiểu, nhưng mà so ra cái lúc giây phút anh ngồi đọc, dù tâm tư anh không hiểu nhưng miệng anh đọc lời lành, ý anh duyên lời lành, thân anh ngồi yên tịnh, anh đã chuyển nghiệp rồi. Chuyển nghiệp thân, nghiệp miệng, mặc dù cái này chưa hiểu. Nhưng mà nếu mà anh cố gắng anh tu tập như thế này, anh không hiểu được 100%, anh cũng hiểu được 20%, 30%. Bệnh không hết mà giảm được 30% là mừng rồi. Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh là do cái miệng mà đưa vô, họa là cái tai ương là do cái miệng mình nói ra. Rồi cái miệng này chính là cái chỗ tạo nghiệp thân và nghiệp khẩu. Vì vậy cho nên á, tụng kinh để làm gì? Là giây phút chúng ta chuyển cái nghiệp khẩu. Đảnh lễ để làm gì? Chuyển cái nghiệp thân. Và con người mình tạo nghiệp bởi ba chỗ: thân, khẩu, ý. Bây giờ là anh tịnh được cái thân, rồi anh tịnh được cái khẩu rồi nè, rồi anh tâm anh duyên theo lời kinh, dù anh chưa hiểu được cái chiều sâu kinh tột cùng đi nữa, anh hiểu được cái sự cũng là anh chuyển cái ý rồi. Và ý gì chưa biết, nhưng mà anh giữ cái ý là tôi đang lại Phật sám hối. Ngay cái ý đó thôi đã là chuyển nghiệp.